giá gốc của nó là 228 rồi bé ơi. Giá gốc của cái táo này là 228 ngàn 1 kg mọi người ạ. Trên live của Hằng, nếu như mọi người đang mua với cái giá là 208 thì cái giá này là mọi người đang được giảm khoảng tầm 20k một bịch mọi người ha. 20k 1 kg nhá. Bánh trứng cuối tháng nè, bánh trứng cuối tháng mọi người. Ôi, 188 hả? 180 sao rẻ vậy? Ủa sao rẻ vậy ta? Sao tôi sợ là chúng mà 183 chứ mà. Ê, 178, 188, cái giá này rẻ nè mọi người. Giá này rẻ mà không biết có phải được nhiều bạn được không. 288 là mọi người không có voucher mọi người ha. 288 là khả năng là tài khoản của mọi người không có voucher nè. Mà là đúng rồi, 208 là ok mọi người. Ví dụ như tài khoản này mọi người không có được giảm giá, mọi người có thể mượn tài khoản. Ông chồng đang ngồi kế bên giật cái điện thoại, ông người đi vô coi thử coi cái tài khoản của ông có được không mọi người ha. Bởi vì cái số lượng voucher nó sẽ ít hơn số lượng khách hàng, cho nên là sẽ có bạn không á mọi người. Táo mua về thì ví dụ như mọi người để ở nhiệt độ thường, mọi người để chỗ khô ráo thoáng mát tránh ánh nắng trực tiếp là ok. Nếu như mà mọi người mà nhà mình mà thời tiết mà nó độ ẩm cao ha, nó nóng nhưng mà nó hanh khô thì không sao mọi người ha. Nhưng mà nó nóng mà nó còn ẩm nữa, hoặc là nó lạnh mà nó ẩm ấy, thì trong cái trường hợp đó chỉ cần có độ ẩm nhiều thì mọi người nên bỏ ngăn mát tủ lạnh giúp Hằng đóng kín bịch lại nhá. Để bên ngoài thời tiết ẩm á, nhiệt độ thường nó sẽ dễ bị hầm vô cái táo, nó dễ bị mốc. Táo này không chất bảo quản ha mọi người ha. Đun nước uống được bà ơi, đây nè. Hầu như là bất kỳ một cái buổi live nào Hằng cũng phải pha một bình nước táo, không là cái cổ họng không chịu nổi đâu mọi người, phải uống nước. Phải uống nước. Xong rồi mọi người muốn sử dụng nước táo này, một là mình bắt bếp lên mình đun ha, không là mình đun nước sôi lên cắt táo nhỏ ra, bỏ vô bình, đổ nước sôi vô là ok. Cứ thế này mọi người uống là ok rồi ha. Đó, nó sẽ ra một cái màu hơi vàng nhẹ. Màu hơi vàng nhẹ như thế này đây. Táo xí giòn cuối tháng mới có bà ơi. Anh nhìn sao? Nhìn sao tốt sợ lắm ạ.240吧还是240吧对没了一顿最后240了980不是980你昨天不是昨天五千是我减少了三百我已经减少了三百他有两千八左右 但是你已经能卖到最多的就是2500了，昨天你已经卖了1500了，就留了100公斤嘛，防什么意外。那我再加点水吧。 Sáng em mới nhận được sô-cô-la ngon lắm hả? Cảm ơn bé sô-cô-la hết trơn rồi. Sô-cô-la phải đợi đến khoảng tầm cuối tháng mọi người á. Cuối tháng khoảng tầm là cỡ 27-28 tầm đó sô-cô-la về mọi người. Hết dầu gội với dầu xả rồi hả? Con bao gội xả hết mất tiêu, quên mất hôm nay không có nhắc nhãn hàng ngày mai nhá. Nếu như hết thì ngày mai không có sao hết trơn mọi người ha. Ngày mai cũng được, nhãn hàng spec. Nói không, hôm nay Hằng không có thời, Hằng sợ Hằng không có thời gian để Hằng like cái nhãn hàng spec. Nhưng mà nếu như bạn nào cần để Hằng kêu thằng bé nhà Hằng nó đi vô nó gọi nhãn hàng. Bởi vì hôm nay không có hẹn với nhãn hàng, hẹn nhãn hàng ngày mai mọi người ơi. Để Hằng gọi cho bé nhà Hằng kêu nó nhắn cho nhãn hàng spec xem. Spec có ai online không? Để Hằng kêu các bạn có thêm số lượng được không? Còn hôm nay là Hằng chưa có ý định là like cái sản phẩm Spec mọi người. 282 sao mắc dữ vậy? Em ơi, em vô em nhắn thử cho nhãn hàng Spec thử xem có bạn nào online không? Thêm số lượng của cái combo xả gội giúp chị được không? 218 giảm 10.000 rồi mọi người. Đâu là sắp hết rồi, hãy dùng tô sò mọi người, cái táo này sắp hết rồi. Nhi 那还剩200，200的呀？那再加200吧。最多是200的嘛。 Cái táo này Hằng ngưng like nhé mọi người ơi, Hằng ngưng like nhé bởi vì là số lượng táo hết rồi. Nếu như mà mọi người đặt hết táo thì mọi người sẽ đợi giúp Hằng ở trong cái khoảng là ngày 28, 29 tháng này, 28-29 tháng 2 thì táo sẽ về thêm cái lô mới nhé mọi người ha. Còn hiện tại đây là cái đợt táo cuối cùng rồi, là táo cuối cùng ở cái lô mà Hằng mới về cái đợt cận Tết là hết trơn rồi mọi người ha. Táo một thùng là 10 gói. Mỗi gói là 1 kg mọi người ạ.
mà một gói ở bên trong thì khoảng tầm là 80 trái. Đó, 80 trái đấy. Ê. Linh hả, để xíu. xíu vô mọi người ha. Mấy lần chưa bảo? Còn 100 là mọi người, còn 100 táo là hết rồi mọi người ha. Có ở Sài Gòn, hết sô-cô-la rồi bà ơi. Táo thì có sẵn mọi người, nó có sẵn nhưng mà có một cái đó là Hằng đang bị thiếu cái thùng cắt tông. Em thiếu cái thùng cắt tông để ship táo mọi người. Nên là người ta đang sản xuất thì mọi người đợi giúp Hằng khoảng tầm 2 ngày sau ha. 2 ngày sau Hằng mới ship táo đi được nhá. Còn táo là đang có sẵn mọi người ạ. Táo sấy giòn Hằng hết mất tiêu rồi mọi người ơi. Hằng hết táo sấy giòn rồi. Bầu bà ăn khoảng tầm 2-3 trái một ngày thôi, xong rồi uống nhiều nước nhá. 30 đơn cuối hết rồi. Hết rồi mọi người. Ở thành phố Hồ Chí Minh mọi người đợi giúp Hằng khoảng tầm là 3 ngày nhá. 3 ngày cho đến 4 ngày. Hết rồi. Hết táo rồi, 10 đơn cuối. Hết rồi. Đấy. 1 tấn đấy mọi người. 1 tấn đấy. Nhanh lắm. Táo này hết nhanh. Dữ dội, em like bao nhiêu phút rồi ta? Em 10 phút. 10 phút đấy mọi người. Tớ táo. Sô-cô-la hạn sử dụng 1 năm. Bà yên tâm nhé, hãy sử dụng 1 năm lận. Cháu đi làm được. Bầu ăn cháo được mọi người ơi. Hôm nay mọi người đặt đó mọi người đợi chút Hằng khoảng tầm là 2 ngày sau khi mọi người đặt Hằng mới đi hàng được. Bởi vì Hằng đang đợi thùng cắt tông người ta ship qua cái thùng để gói cháo nó hết rồi mọi người ha. Hằng đang đặt thêm à, nên là cháo thì có sẵn nhưng mà thùng thì hết. Nên là 2 ngày sau khi mọi người đặt thì Hằng sẽ ship đi. Sau đó những tỉnh phía Bắc thì khoảng tầm là 3 ngày cho đến 4 ngày. Những tỉnh phía Nam thì cộng thêm 2 ngày nữa ha. Em Nam Minh Trung, Hằng Nam Minh Trung mọi người ơi. Nam Minh Trung. Hát kỹ tử cuối tháng luôn mọi người. Cái spec lên được chưa ta? Cái spec có combo chưa ta? Cái spec có combo chưa ta? Có combo dầu gội dầu xả chưa ta? Có rồi hả mọi người, ok, có rồi. Hằng là dự kiến là ngày mai Hằng mới like lại cái sản phẩm của nhãn hàng Spec. Mà hôm nay mọi người hỏi nhiều quá cho nên là Hằng mới gọi cho nhãn hàng, Hằng kêu thêm số lượng đó mọi người ha. Còn dự kiến là ngày mai Hằng mới like. Hết táo rồi, bà vô trễ mất tiêu rồi. Là trong khoảng tầm 5 đến 10 phút thôi mọi người là nó sẽ hết đấy. Cái táo này là, rồi Hằng hôm nay là Hằng còn đúng 1 tấn 2 mà. 1 tấn 2 khoảng tầm 10 phút là hết rồi mọi người. Hết rồi ha. Khoảng tầm 28, 29 là sẽ về thêm mọi người. Này hết táo rồi. Táo các bạn kỹ tính mọi người cứ rửa lại cũng được. Còn không là mỗi ngày ăn trực tiếp giống như Hằng ăn ấy. Táo này đã qua vệ sinh rồi nhưng mà để mà nó sạch 100% thì Hằng không dám nói ha. Cuối tháng luôn. Cuối tháng đang thèm, ráng đợi cuối tháng nhá. Chắc khoảng tầm bên đây người ta nghỉ Tết hôm nay là ngày mấy ta? Chu ba. Chiên lên chu ba. 2 ngày nữa nhà máy mới làm việc. 2 ngày nữa mới bắt đầu đóng gói táo để ship về Việt Nam được mọi người. 2 ngày nữa đóng gói táo ship về Việt Nam mất khoảng tầm 10 ngày nữa thì trung bình là cuối tháng đấy bà ha. Sô cô la cuối tháng luôn. Bầu pha nước uống được mọi người. Được ha. Pha nước uống 1 lít táo thì 1 lít nước các bạn pha khoảng tầm 3 trái táo là ok ha. Bởi vì táo nó hết rồi cho nên là Hằng không có tư vấn táo lại được rồi mọi người ha. Khi nào mà táo nó về thêm ấy, có số lượng thì Hằng sẽ tư vấn về cái một số cái sự hỗ trợ của táo đối với cơ thể ha. Hết sô cô la rồi, hết rồi mọi người. Cháo cúc Hằng không có. Hằng lấy lại nước rồi mọi người. Combo dầu gội spec dùng ok mọi người. Cái dầu gội xanh dương á dùng rất là ok. Bởi vì những cái sản phẩm mà Hằng sử dụng thì Hằng có trải nghiệm qua hết rồi. Nhưng mà nó chỉ phù hợp với những bạn nào tóc dầu thôi ha. Tóc mọi người dầu, da đầu mọi người vừa dầu này. Đó. Và các bạn mà mọi người hay đi làm hóa chất cho tóc á, tóc mọi người hay nhuộm hay tẩy rồi hay uống nhuộm các thứ đó thì mọi người sử dụng phù hợp. Nó chỉ phù hợp với đối tượng đó thôi. Còn những cái đối tượng mà tóc mọi người đã khô sơ các thứ rồi thì cái sản phẩm này nó chưa thực sự phù hợp hẳn mọi người ha. Là có thể sử dụng được nhưng chưa thực sự phù hợp thôi. Còn đâu là nếu như mà cái dạng mà khô sơ mà bị khô sơ bên dưới nhiều quá này xong ở bên trên mà gầu nhiều thì các bạn cũng có thể sử dụng cái combo này được. Và bắt buộc phải mua thêm xả.
đàn ông thì mọi người khỏi mua dầu xả cũng được, nhưng mà cái này thì con gái mình nên mua xả. Cái set này Hằng dự định là ngày mai Hằng mới like, nhưng mà hôm nay là bởi vì do mọi người hỏi nên Hằng sẽ nói sơ sơ một xíu nhá. Nếu như mọi người cần like cụ thể, các bạn có thể đợi đến ngày mai, không có sao hết trơn, không sao hết à. Nhưng nếu như ngày hôm nay mọi người thấy cái giá nó rẻ thì các bạn có thể mua được, bởi vì lỡ như mọi người đang có voucher ngày mai không có thì sao ha. Giá của nó mọi người, giá mà combo này thì hiện tại nó đang là 280 thì phải, 280 hai chai hay là đúng rồi. Hả? 280 mà. Ủa? Số lượng sao còn ít vậy ta? À 259, vậy là rẻ rồi mọi người, vậy là thế là mọi người nên mua ngày hôm nay đi. Vậy là hôm nay mọi người nên mua đi, bởi vì ngày hôm qua cái set này ngày hôm qua đã 280 mà hôm nay có bạn nào mà còn có 259, 259 là rẻ rồi mọi người ha. Bởi một chai sẽ là 149, hai chai mọi người có cái combo là gội xả nhá. Đây này Hằng kể mọi người nghe cái set này, cái dầu gội này nè. Hằng gội hôm nay Hằng mới gội đầu mà. Hôm qua bạn nào có coi live của Hằng ngày hôm qua là mọi người đã biết rồi, cái đầu ngày hôm qua của Hằng rất là dơ. Hằng gội đầu từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 ha. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 Hằng cố để cái đầu để hôm ngày hôm qua Hằng like cái sản phẩm của Spec, là một cái sản phẩm là dầu gội khô để kìm dầu mọi người ha. Hai là cái sản phẩm kìm dầu này, thì cái sản phẩm này chỉ cần dùng một lần đầu tiên là mình đã biết được cái khả năng kìm dầu của nó rất là ok rồi. Trung bình á, đối với cái tóc của Hằng ha mọi người, thì Hằng sẽ là ngày thứ 3, trung bình là ngày thứ 3 là bắt đầu nó bết vào mùa hè á mọi người ha. Đó. Vào mùa đông thì trung bình là ngày thứ 4. Và hiện tại bên Hằng đây là đang là không phải là mùa hè, mùa đông thì không quá lạnh nhưng mà kiểu nó hơi mát mẻ một xíu mọi người ạ. Là Hằng để một tuần trời bắt đầu nó mới đổ dầu một xíu, giống như cái hiện tượng của ngày hôm qua. Nếu như bạn nào coi được cái like của Hằng ngày hôm qua mọi người ha, là nó có hơi bết nhẹ chứ nó không phải là bết rệt luôn. Còn nếu như mà với bình thường ngày xưa mà Hằng để một tuần kiểu đó từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 mọi người ha, để một tuần kiểu đó là cái tóc nó bết rệt, nó bóng lưỡn luôn rồi. Là đó là Hằng sử dụng cái set dầu gội này, khả năng kìm dầu của nó rất là ok mọi người ha, cực kỳ ok luôn. Đó là một này. Thứ hai nữa, nếu như các bạn hay bị ngứa ngứa da đầu á, có thể sử dụng được. À, da đầu của mọi người ngứa ngứa có thể sử dụng được. Tóc tẩy này, tóc hay uốn nhộn các bạn cũng có thể sử dụng phù hợp cái set này. Nếu là nam á, mọi người chỉ cần là dùng cái dầu gội thôi cũng ok rồi. Nữ thì các bạn nên sử dụng thêm cái chai dầu xả nữa ha. Bởi vì là mặc dù cái sản phẩm này nó kìm dầu tốt, trong cái quá trình mọi người sử dụng những sản phẩm kìm dầu, đa phần là cái tóc của mình nó sẽ rất bị xít mọi người ha, nó xít, nó khô, nó xít cái tóc. Cái sản phẩm này cái độ xít tóc nó không gây xít tóc giống như những sản phẩm Hằng từng xài. Nhưng mà để về lâu về dài á mọi người ha, thì mình vẫn nên sử dụng kết hợp với dầu xả. À, bởi vì cái khả năng mà nó không phải là sản phẩm chuyên dưỡng mọi người á. Đấy, cho nên là về lâu về dài chắc chắn nó sẽ có một số cái vấn đề liên quan đến khô tóc này nọ các thứ, chứ không thể nào mà thay thế được những cái sản phẩm mà dưỡng tóc được. Bắt buộc là mọi người đi kèm với dầu xả nếu như tóc của mọi người dài, con gái nhá. Đây nè, bây giờ Hằng đi vô, Hằng đi sơ cho mọi người một số cái thí nghiệm về cái này. Sau đó ngày mai Hằng sẽ like lâu hơn cho mọi người ha. Lỡ nói rồi. Đây đây, nếu như những bạn nào mọi người không coi được cái bộ tóc của Hằng mà ngày hôm qua để cho tóc nó dơ để Hằng like dầu gội, mọi người chưa không chịu gội mà ráng để cho tóc nó dơ 7 ngày để like dầu gội đấy, mà hôm nay Hằng gội mất tiêu rồi không coi được nữa, thì Hằng sẽ có một cái thí nghiệm này cho mọi người coi nhé. Đây, những bạn nào tóc dầu mọi người có thể dừng lại trên like của Hằng một xíu nha mọi người ơi. Ủa hết hàng hả? Anh Hằng 30 gầu, hôm nay Hằng vừa mới gội là cái set gầu Hằng đang trải nghiệm, Hằng xem nó có ok không. Ok rồi Hằng mới like, còn không ok thì thôi bỏ đi bà ha. Hết combo rồi. Trời ơi, thao san đấy á. Rồi chưa kịp like hết combo rồi. Anh Hằng 30 đàn, tổng đa số Anh Hằng 30 应该是单品的Anh Hằng 30đàn. Khả năng là đơn thuần. Ủa vậy là hết combo rồi sao ta? Để Hằng hỏi nhãn hàng coi mọi người ơi. Tối thiên tham gia giao cuối tháng là chính thiên tham gia mới được giá. Chúng còn mấy khóa. Nhãn hàng thôi, có bạn nào ở trên live của Hằng không ta? Có nhãn hàng nào ở trên live có bạn? À, vậy là bạn đang theo dõi live rồi. Ok ok. Đây nhé mọi người ha. Đáng lẽ Hằng đợi ngày mai Hằng mới like đấy. Ví dụ đây Hằng đổ đây là dầu cho mọi người, mà cái dầu này nó khác cái dầu trên tóc của mình. Cái dầu này thì nó rất là đặc. Đây ha, Hằng sẽ đổ vào đây cho mọi người coi. Đó, cái dầu này rất là đậm, nó không có giống dầu trên tóc của mình ha. Rồi Hằng bỏ vô đây là một xịt cái dầu gội của hãng Spec, mọi người coi nhá. Đây mọi người coi ha. Nó khác biệt liền. Đây mọi người coi.
Mọi người ơi, mọi người có thấy khác không mọi người? Mọi người ơi, mọi người có thấy khác không? Trời ơi. Đây mọi người ha. Các bạn có thấy khác không? Cái sản phẩm kiềm dầu là nó ra biểu hiện khác liền. Cái sản phẩm mà nó đánh dầu, nó đánh tan dầu mọi người ha. Và nó kiềm dầu nó là có hiệu ứng khác liền. Đây mọi người ha. Đó. Đây nhá mọi người. Trong khi mọi người nhìn cái lớp dầu ở bên trên nó cũng khác nhau luôn. Đó. Nó kiểu dạng vậy đó mọi người. À, nếu bác một không hay sang thì mở ốc. Đấy. Cho nên là nếu như mà bạn nào mà không coi được cái đầu của hàng ngày hôm qua là một cái kiểm chứng là xài từ, nói chung là để được rất là lâu, cái dầu gội lên mà để được mấy ngày trời, cả tuần trời mà nó không bị bết là cái đầu của hàng ấy mọi người ha. Đó. Là mọi người coi ở cái thí nghiệm này mọi người sẽ thấy được khả năng kiềm dầu của nó, và nó làm sạch dầu trên da đầu của mình rất là nhanh, là một nè. Thứ hai là kiềm dầu tốt. Các bạn nào mà bị dầu các bạn nên sử dụng cái combo này. Giá gốc của nó bao nhiêu Hằng cũng quên mất rồi, nhưng mà nếu như bạn nào mà mọi người đang thấy cái giá là khoảng tầm 280 trở xuống là giá này rẻ rồi mọi người ha. Gầu là set khác, gầu Hằng đang trải nghiệm, gầu mọi người cho Hằng thời gian để Hằng thử nghiệm cái set dành cho da đầu gầu, sau đó có hiệu quả Hằng hú mọi người ha. Còn nếu như chưa không có hiệu quả thì thôi mọi người ha. Còn set này nó sẽ chuyên cho những bạn nào bị dầu đó, da của các bạn bị dầu, tóc dầu nhiều, và đặc biệt mọi người ha, nhà mình, ba mình hoặc là chồng của mình, mọi người sờ lên cái khu vực tóc của ổng nè, đặc biệt khu vực này ổng mà hói nhiều, khu vực này mọi người lấy tay mọi người sờ lên mà xem. Nếu như dầu không là dầu thì cái nguyên nhân chính của ổng dẫn đến vấn đề mà rụng tóc, hói tóc ở khu vực đó, đó là do dầu nó gây bứt tắc cái nang tóc mọi người ha. Đó, làm cho tóc bị rụng, nó giống hệt ông chồng của Hằng luôn. Mọi người để ý mấy chú mà hỏi trên này, mọi người sờ lên bóng lưỡng đúng không ha. Thì mọi người có thể mua về cho gia đình mình, chồng mình hoặc là ba mình xài cũng được luôn. Đối với nam giới thì các bạn có thể mua lẻ một chai dầu gội thôi cũng được, nhưng mà đối với nữ thì Hằng khuyến khích mọi người nên mua cả dầu xả. Và combo dầu xả dầu gội ở trên line của Hằng hình như đang còn khoảng tầm 280. Nếu như mọi người thấy 280 mà rẻ hơn 280 là mọi người đang có voucher mọi người ha. À, về cái mùi thơm ấy, nó không phải là thế mà có gì Hằng nói đó mọi người ha. Mùi thơm của nó bình thường thôi, nó thanh thanh nhẹ nhẹ, và khi mọi người gội xong nó không để lại cái mùi hương thơm lưu quá nhiều trên tóc của mình, nó chỉ thoang thoảng một tí tì tì nữa thôi mọi người ha. Cái thế mạnh của nó không phải là về mùi hương, cái sản phẩm này ưu của nó ở đâu và điểm yếu của nó ở đâu Hằng cũng sẽ nói cho mọi người như vậy, chứ không thể nào mà cái gì cũng tân bốc nó lên được ha. Đó, nhưng mà ưu điểm của nó là ở cái vấn đề mà dầu thì nó làm rất đỉnh, đỉnh lắm với bạn ha. Rồi đây, thêm một cái nữa nè, Hằng đưa cho mọi người lý giải cho mọi người một xíu lý do tại sao mà cái sản phẩm này khi mọi người sử dụng lên, những cái dưỡng chất trong nó thẩm thấu vô tóc tốt được nè, và nó có thể đánh bay dầu nhanh mọi người ha. Đó, thì Hằng đưa cho mọi người coi một cái sự so sánh như thế này nhá. Đây, ở đây Hằng sẽ có một cái sản phẩm dầu gội đầu của một cái nhãn hàng bất kỳ mọi người ha. Ở đây Hằng có dầu gội đầu của nhãn hàng Spec mọi người coi nhá. Hằng chỉ test nhẹ một cái thôi, hôm nay là mọi người hú Hằng cái hàng like cái sản phẩm này, còn không là Hằng phải, Hằng nói là ngày mai Hằng mới like đấy mọi người. Mọi người coi nhá, Hằng máy lên cho mọi người coi đây. Trời ơi, nó cứ xà quần như con run á mọi người. Đó, nó rất khó tan ra mọi người, nhìn của hãng Spec nhá mọi người, nhìn nhá. Trời ơi, nó khác biệt một trời một vực. Mọi người thấy không mọi người? Là Hằng chỉ ngoắn, cái thời gian Hằng ngoắn cái này nó còn ít hơn thời gian Hằng ngoắn cái này luôn. Mọi người thấy chưa mọi người ha? Đó, đó là lý do tại sao mọi người sẽ thấy một số cái loại dầu gội khi mọi người sử dụng nó lên nhá. Một là nó làm sạch không có kỹ này. À, dầu nó làm, nó đi dầu cũng không có tốt bằng này là một này. Thứ hai nữa, tóc của các bạn nó, trong trường hợp nó chỉ mướt ở cái lúc đó thôi. Mọi người để ý không, nó chỉ mướt lúc đó thôi. Mọi người xả ra một cái mọi cảm giác như là hết trơn rồi, nó quay về cái trạng thái cũ ha. Hoặc là chỉ được ngày hôm một ngày đó thôi, qua ngày hôm sau là nó vẫn sù đơ lên chẳng hạn như vậy mọi người ha. Đó, là có nghĩa là cái dưỡng chất của nó, nó không có thẩm thấu vô trong tóc được hết. Nó trong thời gian mọi người gội nó cứ ở bên ngoài cái bề mặt tóc của mình thôi, nó khó tan mọi người thấy ha. Nó cực kỳ là khó tan, nó khác hoàn toàn với hãng Spec. Đây, khác hoàn toàn luôn. Cho nên là dễ tan. Thông thường những cái sản phẩm mà dầu gội thuần chay á, mọi người sẽ hòa tan với nước thì nó sẽ có cái tình trạng chung như thế này đây mọi người ha. Đó là rất dễ hòa tan. Đó, còn cái những sản phẩm thông thường bên ngoài thị trường thì nó sẽ là như thế này, nó sẽ vón cục nhiều hơn mọi người ha, khó tan trong nước hơn, khó hòa tan. Nên là cái dưỡng chất nó thẩm thấu vô trong tóc nó phải lâu hơn, khó thẩm thấu hơn là như vậy mọi người ha. Nên là cái set này bạn nào muốn trải nghiệm các bạn có thể trải nghiệm. Rồi, mọi người ơi. Hả?
还剩三十。Rồi, set này mọi người giá gốc bao nhiêu Hằng quên mất tiêu rồi. Nhưng mà táo cuối tháng Hằng còn, táo cuối tháng Hằng về nhá, sô cô la cuối tháng luôn á. Chứ không có lại Minh Thiên dạ. Sản phẩm này trên line của Hằng giá deal là đang là 280.000 mọi người ạ. Có gầu gội được, có gầu gội được hay bị ngứa nhẹ da đầu gội được mọi người. Nó không phải là cái sản phẩm chuyên dành cho gầu nhưng có gầu sử dụng được mọi người ha. Và chuyên là dành cho da của các bạn và da đầu của mọi người là dạng như da đầu vừa khô nhưng lại vừa khô nhưng lại vừa bị dầu ấy. Đó là các bạn có thể sử dụng nó được nhá. Còn da đầu ngứa ngứa gầu gầu hay tẩy nhuộm hay uốn nhuộm là các bạn cũng có thể sử dụng phù hợp nó luôn ha. Rồi, set này giá đang là 280.000, hai chai mỗi chai 500 ml lận. Các bạn là nữ mọi người nên mua cả dầu gội cả dầu xả và nó phù hợp với không phải dầu gội nào cũng phù hợp với tất cả mọi loại tóc. Tóc mình sẽ có tóc khô, tóc mình sẽ có tóc bếp, có nhiều tình trạng tóc khác nhau và sản phẩm này nó sẽ phù hợp với tóc của bạn nào là dầu mọi người ha. Dầu đổ dầu nhiều, tóc bếp nhiều nè và cái da đầu của mọi người nó hơi khô. Xong đó nữa là mọi người hơi bị ngứa nhẹ trên da đầu của mọi người. Rồi các bạn có thể sử dụng phù hợp nó nhé. Còn mà để chuyên sản phẩm dành cho gầu ấy, thì Hằng đang trải nghiệm. Nếu như mà Hằng thấy ok sau này Hằng sẽ báo với mọi người ha. Táo mình ăn hết rồi bà ơi. Spec màu vàng thì sao? Spec màu vàng những cái sản phẩm khác của Spec Hằng đang trải nghiệm. Hằng trải nghiệm cái sản phẩm nào ok rồi Hằng mới like. Những sản phẩm nào Hằng chưa trải nghiệm, Hằng chưa thấy được cái hiệu quả của nó thì Hằng không like mọi người ha. Em 159 hai lọ hả? Rẻ quá chừng. 159 hai lọ là rẻ quá trời luôn rồi mọi người. Rẻ quá rồi. Ok ha. Đó cái này là ngày mai Hằng like thêm mọi người ha, ngày mai Hằng like. Hết dầu gội rồi hả? Không cứ để ngày mai được không ta? Ngày mai đi mọi người. Ngày mai Hằng like mặn cái này cho mọi người đâu mà. Ngày mai Hằng like mặn, hôm nay là mọi người kêu Hằng like, Hằng like thôi ha. Ngày mai là Hằng like mặn. Chứ hôm nay Hằng còn không hẹn với nhãn hàng luôn đấy. 319 combo, giá này hình như mọi người không được vô trò hả ta? Dầu gội khô hết rồi hả? Hết dầu gội vậy là có gì? Vậy là ngày mai đi. Mọi người ơi, ngày mai vô like của Hằng nhá. Ngày mai mọi người vô like của Hằng. Sô-cô-la cuối tháng bà ơi, sô-cô-la cuối tháng nhá. 309. 309 giá này thì cũng tạm ổn. Cũng tạm ổn mọi người ạ. Mai sẽ khoảng tầm 6-7 giờ tối là Hằng like rồi. Cỡ 6-7 giờ tối ngày mai mọi người ha. 299 giá này cũng ok mọi người ơi. Hằng không gọi quốc tế được mọi người ạ. Không gọi quốc tế được ha. Đến Thái Nguyên à, sản phẩm này đi Thái Nguyên thì chắc khoảng tầm là 4 ngày á bạn. Cỡ 4 ngày nhá. Cái dầu gội khô ấy, cái dầu gội khô thì nó tuyệt vời rồi. Nó tuyệt vời rồi. Dầu gội khô thì đỉnh lắm. Không thấy Hằng. Nhưng mà dầu gội khô có hàng không ta? Không biết, tại vì hôm nay không có, Hằng không có hẹn với nhãn hàng, Hằng biết dầu gội khô có hàng không. Dầu gội khô chân linh mọi người còn đặt được không mọi người hả? Nếu còn đặt được Hằng like nhẹ một xíu cho mọi người. Còn không ta? Hết combo luôn rồi kìa. Đấy. Cái sản phẩm này, cái sản phẩm dầu gội khô này là nó đi đầu trong cái sản phẩm mà dầu gội khô đấy mọi người. Nó là tiên phong mà. Ở bên trong sản phẩm này nó là tiên phong. Còn hả mọi người, còn phải không? Không có túi đá kèm hả bé? Nhưng mà có bị chảy không em hả? Chắc là đợt dịp Tết nhà chị hốt túi đá hay gì không biết. Nó có bị chảy của em không? Còn phải không mọi người? Còn hả? Rồi rồi ok nhá. Nhưng mà nếu mà bạn muốn chu miệng thì bạn nên khẩu trang này tại sao? Nếu có thấu ổ mũi thì sao mình có dấu? Dầu gội khô, nhưng spec thôi, spec cho Hằng một ít số lượng của dầu gội khô được không? Hôm nay hơi thụ động một xíu. Cái chai này Hằng, ước chai này sắp hết rồi. Nhẹ tưng rồi không biết còn không? Còn. Nhẹ tưng tưởng hết rồi chứ. Thì nã cứ khay từ tay xong. Chị ơi, táo em hết mất tiêu rồi. Solina tối ngày mai nha bà. Tối ngày mai có deal của Solina luôn á. Đặt vị xúc lai mới chưa bà, Hằng chưa lên nhà máy. Nhà máy chưa làm việc, tới ngày 10 nhà máy mới làm việc, với cả Hằng chưa đi được mọi người ạ. Xúc lai Hằng ngon hả? Em cảm ơn mọi người. Nồi nấu chậm. Trời ơi, nồi nấu chậm hả mọi người? Nồi nấu chậm trong giỏ hàng Hằng có nhưng mà Hằng chưa lai, không có cái ngày mai á, Hằng ngày mai hiện tại Hằng mới gắn thôi mọi người. Ngày mai Hằng thêm nồi nồi chết rồi mọi người ơi, đẻ xong nói nhiều quá liệu quá mọi người. Nồi nấu chậm ngày mai nhá. Đây thì cô lại đi đây dầu gội khô nhá, mình xem chưa tình sao chưa cơ phân ủ cam pha phân ủ ok
Dầu gội khô nhãn hàng thôi, cho hàng một xíu nhá, cho hàng một ít số lượng dầu gội khô ha, hàng đi nhanh cái này một xíu thôi, để cho những bạn nào mọi người đang có voucher mọi người đặt ha. Còn đâu á, hàng sẽ like nhiều hơn vào ngày mai. Rồi đây mọi người ơi, hàng ở đây hàng bỏ tóc của thằng bé này hiện tại thì nó đang là khá là tơi bởi vì nó gội đầu vào tối ngày hôm qua, các bạn thấy ha. Tối ngày hôm qua thằng cu này nó mới gội đầu thì bây giờ nó cũng khá là tơi. Rồi bây giờ nhá, mọi người sẽ thấy nhá, hàng sẽ xịt lên đây một ít dầu, hai xịt dầu đây mọi người thấy nhá. Ê mọi người ơi, đây ha, đó hàng xịt lên trên đây. Rồi bây giờ hàng sẽ bôi lên trên tóc của nó để mọi người, hàng bôi lên tóc cho nó bết lại, để hàng đưa cho mọi người coi cái tình trạng mà tóc bết. Những bạn nào có tóc mái mấy bà tóc mái rồi kiểu như một tuần chưa gội đó mọi người ha, đó xong rồi tóc một tuần chưa gội, trời ơi lấy nhiều dầu quá trời rồi, xíu nữa mà nó không ấy được là toi luôn nha. Đây ok chưa mọi người mọi người thấy ok chưa, cái này ok chưa, đủ chưa mấy bạn, đủ bết chưa mọi người thấy rõ bết không, thấy rõ bết chưa mọi người, rõ bết không. Đây, từng sợi nhỏ, mọi người thấy rõ bết không? Mọi người rõ rồi nhá. Rồi đây, hiện tại nó đang rất là bết. Trong cái tình trạng mà bết như thế này, khi mà mình trải, càng trải thì nó sẽ lại càng bết. Đúng không mọi người ha? Bết càng trải càng bết, không thể nào mà trải tơi được đâu. Rồi bây giờ nhá, cái sản phẩm dầu gội khô của hãng Spec, mọi người thấy nè, của hãng Spec, Vi Diền Trinh. Cái này là cái lọ này mà hàng xài nè mọi người, bây giờ nó sắp hết rồi. Nghe cái âm thanh mọi người thấy không? Nó còn nó sẽ như thế này. Cái này nó sắp hết, hàng xài sắp hết rồi đó. Đây, hàng thực thử cho mọi người coi nhá. Cắt cái khoảng tóc của mình khoảng tầm là 20-30 cm và mọi người xịt lên ha, 20-30 cm. Đừng có xịt gần quá nhá mọi người. Đó. Rồi. Rồi mọi người thấy nhá, từ nhá mọi người ơi, mọi người sẽ coi cho hàng một cái như thế này là hàng sẽ trải trong khoảng tầm mấy giây đầu tiên đó mọi người, thì nó sẽ không có những cái phản ứng nhanh như là trong cái quảng cáo. Trong những cái quảng cáo thì đôi khi mọi người sẽ thấy là nó sẽ hơi ảo một xíu đúng không ha. Nhưng cái này thì mình sẽ khoảng tầm là cỡ 1 phút cho đến 2 phút. Hàng trải nghiệm thì hàng thấy 1 cho đến 2 phút từ khi mà mình xịt lên đó mọi người, thì nó sẽ có phản ứng thẩm thấu vô trong tóc và nó làm tơi tóc tốt hơn. Đây ha. Đó. Bắt đầu là đã thấy tơi hơn rồi. Đấy, bắt đầu là đã thấy tơi hơn rồi nha mọi người ha. Bắt đầu nhá. Từ chưa đâu, một xíu nữa nó còn tơi nữa. Những bạn nào mà mọi người hay có tóc mái, tóc của các bạn hay bị bết, hoặc là mọi người sắp tới mọi người đi chơi đi đây đi đó này, đó mà mọi người không biết làm sao mà đội cái nón bảo hiểm lên đi, mới lái xe một buổi xong là bắt đầu tóc nó đã bết hết lại rồi, thì đây mọi người mua cái này về xài. Các bạn ơi, mọi người có nhìn thấy là nó hết bết cho mọi người ha. Đây, so với hồi nãy, các bạn nhìn nhá, mọi người thấy ha. So với hồi nãy, mọi người ơi, nếu như mọi người thấy nó hết bết, mọi người comment giúp hàng chữ thấy với được không mọi người? Có bạn nào thấy được không mọi người ha? Đó, thấy chưa mọi người ơi, nó thổi lên, nó thổi tóc lên, mọi người thấy chưa? Có thấy không mọi người ha? Đó, cho nên là bạn nào mọi người có tóc mái nhá, hoặc là tóc của mọi người hay bết ấy, thì mọi người nên xài. Đấy, hồi nãy là hàng bôi dầu lên trên tóc của nó nha. Hồi nãy hàng bôi dầu lên trên tóc của thằng bé, bôi dầu bết rệt luôn. Khi mà tóc nó bết, các bạn không thể nào mà thổi phồng nó lên như vậy được. Thấy chưa mọi người ha? Đó, nhưng mà hiện tại là tóc đã tơi lên rồi, nên là bạn nào hay có tóc mái này, tóc hay đổ dầu nhiều này, cái kiểu như là ở phần dưới nó còn sạch lắm mà nó cứ đổ dầu phần trên á, thì các bạn có thể khắc phục bằng cái sản phẩm này. Có thể bỏ trong giỏ sách mình xách đi lên chỗ nào, lên công ty xách đi học mình sử dụng cũng được mọi người ha. Rồi, một lọ hiện tại hàng đang sử dụng đây là lọ này là 150ml. Có cái loại 100ml hoặc là có cái loại mà 200ml nữa. Nhưng mà mỗi một lọ ở trên line của hàng, mọi người đang mua được giảm 20k một lọ so với giá mình mua ở ngoài, hoặc là so với giá ngoài line, thì mình sẽ mua mắc hơn 20k. Trên line của hàng mọi người sẽ mua được rẻ hơn 20k mọi người ha. Đấy, hiện tại thì mọi người thấy này, bắt đầu đi vào đến này, lúc này này là bắt đầu nó sẽ tơi lên lắm rồi, tơi lắm luôn á. Hồi nãy là hàng bỏ quá trời dầu lên tóc thằng nhỏ, nó bết rệt bóng dờn lên luôn mọi người. Đây ha, là tơi từ tòi luôn rồi đó mấy bạn, tôi tời rồi mọi người, hết luôn, hết bết luôn mà nhanh lắm, chỉ trong khoảng tầm là 1-2 phút thôi, 1-2 phút thôi là nó thấm vô nhanh dữ lắm ha. Rồi hàng nói về mùi nhá, hàng nói về mùi nè mọi người. Nếu như mà bạn nào mọi người đang là phụ nữ mang thai này, mọi người đang trong quá trình cho em bé uống sữa, hoặc là mọi người nhà mình có bé nhỏ mà mình không muốn em bé mình nó tiếp xúc với mùi nhiều, mọi người sử dụng cái lọ màu trắng
lọ không mùi. Cái lọ này á, là cái lọ mà Hằng sử dụng từ hồi Hằng mang bầu tới bây giờ. Hằng vẫn đang cho bé nhỏ nha, Hằng có bé nhỏ và bé sơ sinh nên Hằng cũng không có sử dụng loại có mùi mọi người ha. Hằng loại màu trắng và loại không mùi. Hoặc là bạn nào không muốn nó bị lẫn lộn cái mùi của nó với những cái nước hoa hoặc là mùi hương tóc của mình, sử dụng loại không mùi nha. Rồi, nếu như mà bạn nào mà thích cái mùi mà nhẹ dịu hơn một xíu, mọi người có thể sử dụng mùi bá tước. Lọ màu này là mùi bá tước mọi người ha. Nhưng lỡ như cái tóc của mình để một tuần rồi bây giờ nó thối quá rồi, nó thối rình lên rồi, biết làm sao bây giờ, thối quá mọi người. Đó. Chưa có thời gian để gọi thì thôi nhớ xài cái mùi mà nó nồng thơm hơn một xíu, là mùi bưởi này cũng được. Nhưng cái mùi bưởi này nó không giống cái mùi của cái trái bưởi của mình bóc ra nha mọi người ha. Nó sẽ mùi nó sẽ biến đổi hơn một xíu mọi người ạ. Chứ nó không phải là y nguyên cái mùi bưởi đó. Đó thì các bạn có thể sử dụng qua cái mùi này. Và thêm một cái nữa nè, Hằng đưa cho mọi người coi một cái này. Nếu như bạn nào mọi người sợ sản phẩm này xịt lên mà tóc của các bạn bị trắng bếp, những cái cục màu trắng ở trên tóc, thì Hằng đưa mọi người coi đây ha. Đây là một cái tấm màu đen. Mọi người thấy ha. Sản phẩm này để cách khoảng tầm 20 đến 30 cm, mọi người xịt lên xem nó có bị trắng bóc không nhá. Đó. Được chưa mọi người ha? Cho nên mọi người không phải lo lắng cái vấn đề đó. Trừ khi mọi người để sát rạp, mọi người xịt một cục, một đùm ở đó, thì đôi khi nó thấy rõ. À, còn nếu như mọi người để cách khoảng tầm 20-30 cm thì không, nó khác hoàn toàn những cái dòng mà hàng pha ke không giống bà. Sô-cô-la cuối tháng nè, bánh trứng của hàng cũng cuối tháng luôn mọi người. Hết loại có mùi rồi hả? Hết loại có mùi rồi hả? Cái sản phẩm này mọi người không xịt vô cái sát cái chân tóc của mình nhá. Đó là lý do tại sao Hằng kêu mọi người là để cách khoảng tầm 20-30 cm mọi người ha, chứ mình không có xịt vô cái khe tóc của mình ở đây. Không xịt vô khe tóc mọi người ha. À, thì nó sẽ không có ảnh hưởng đến cái vấn đề tóc của mình. Mọi người đừng có lo sản phẩm này xài nó bị rụng. Với cả mình không phải là xài liên tục, không phải xài liên tục mấy bà ha. Lúc nào tóc của mình nó bết thì mình mới xài lên như vậy thôi, để cái dạng như cái dạng mà để khắc phục tóc bết ấy. Lúc nào tóc dơ quá chưa kịp gội nè, à, tóc bết rồi khúc mái thì mình chỉ xịt lên khúc mái tóc của mình thôi, chứ mình không có xịt vô kẽ tóc đây mấy bà ha. Chỉ còn không mùi thôi, không mùi xài cũng được, không mùi cũng được mà mọi người bây giờ hết rồi biết sao giờ. Nhưng mà không mùi Hằng xài đó mọi người. Hằng là Hằng ưng cái không mùi, bởi vì là đôi khi ở trên cơ thể của mình xịt nước hoa á mọi người, mình xịt nước hoa lên nhá, đó thì Hằng lại vẫn thích cái dòng không mùi hơn. Xịt nước hoa lên đôi khi xịt cái mùi khác nó lên, nó bị lẫn lộn những cái mùi đó với nhau, nó ra một cái mùi hơi tổng hợp. Đó, hoặc là cái mùi tóc của mình đó mọi người ha, đôi khi mình sẽ có những cái hương tóc mà mình thích sẵn rồi đấy. Đó, mình xịt lên thì đôi khi nó sẽ lẫn mùi, thì với những trường hợp bạn nào không thích, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng không mùi ok mà. Hằng thì Hằng vẫn ưng không mùi mọi người ạ. Hằng vẫn đang ưng không mùi. À, không còn một chai hết trơn rồi á. Trời ơi. Trời ơi, bán buôn gì nữa. Ngày mai đi với bạn. Ngày mai để Hằng đi vô Hằng hỏi brand xem có đủ số lượng không, sao mà sao dữ vậy. Đó, ngày mai nhé mọi người. Ngày mai Hằng like thêm. Mấy giờ rồi ta? Mấy giờ rồi ta? Ngày mai Hằng like thêm mọi người. Mai Hằng like thêm. Làm mai like thêm cái này. Dầu gội hồi nãy Hằng mới like qua rồi đấy. Ngày mai Hằng like thêm dầu gội nha. Chứ bây giờ cũng chưa có hết à, chắc cũng chưa có. Mà hàng cũng không có mấy. Ý là cái dầu gội á mọi người. Ủa khác á nè rồi nè, khăn tao lập. Bán với sô cô la cuối tháng bà ơi, bán với sô cô la cuối tháng nhá. Hết táo rồi, vô táo. Hằng kêu mà khoảng tầm 8 giờ tối mọi người vô like của Hằng. 8 giờ hơn 8 giờ một xíu mọi người vô. Chứ cái táo đó hả, khoảng tầm 1 tấn táo là chỉ trong khoảng tầm 5 đến 10 phút là nó bay rồi mọi người ha. Nên là hết trơn rồi, hết trơn hết trụi rồi mọi người ạ. Đâu rồi, nho cuối tháng thôi mọi người ơi, nho cuối tháng luôn ha. Hai cái đó ok, hai sản phẩm này ok, nhưng mà ngày mai Hằng sẽ like nhiều hơn. Hôm nay Hằng không có like được nhiều hai cái sản phẩm này. Mai Hằng like nhiều hơn nhá. Đâu rồi ta? Ủa khác khác, Lý Miên từng lên chia dỗ nãy chia mà. Tông Can. À, Tông Can sư bạc. Tông Can Minh Thiên. Tông Can Minh Thiên mà, Minh Thiên. Qua rồi, chưa qua rồi. Nào, hay ở... Phi Cái Linh hả? Phi Cái Linh chắc là... Không gì trả cụ lắm. Phi Cái Linh cũng được, mọi người. Không gì trả cụ lắm. Phi Cái Linh cũng được. Chị Giê Dinh hả? Không gì trả cụ mình thiên. Chị Giê Dinh. Chị Giê Dinh mình thiên nhỉ xíu. Mấy hồi là... Mấy là... Giọng áo xù. Giọng cửa hết rồi. Dịch Dương nay nó ngủ rồi gì á, nhắn tin hôm nay nó trả lời, nó ngủ rồi sao đó, sao hôm nay ngủ sớm dữ vậy? Thông bố cho dì Thiên chẳng nó xuyên nó trào à? Rau à, tao khai khai dữ lắm à? Ờ, mà chứ sao?
沈阳十九号也去学校了，可能有点不开心吧，快开学了。两天你就sắp phải đi học buồn gì mọi người, buồn cái lên giường nằm đi ngủ hết tinh thần. Ổng sắp phải đi học rồi, bữa giờ được nghỉ lâu quá vui, xong rồi sắp tới ngày đi học rồi buồn dữ rồi. Dịch Dương sắp nhập học mọi người ha. À rồi, đâu rồi, để Hằng xem nào, đâu Linh đâu, Linh đâu, Linh đâu. Dịch Dương sắp đi học chắc không muốn đi học đấy mọi người ơi, đâu rồi ta. Đâu rồi, đâu rồi. Đi vô để đòi cho lăn nắp coi. Em chào chị nha. Chào gì? Người ta hỏi lăn nắp không thấy trả lời chào gì. Chào đi, chào đi. Chào con Linh. Hả? Nói gì Linh? Nói ra con. Chào con Linh. Con chào con Linh. Cô ruột. À, con chào cô ruột hả? Trời ơi, con, cái gì mà nghe ra con lương. Trời ơi, em nghe cái gì ra con lương từ nãy đến giờ. Là chào cô ruột. Trời ơi, trời ơi, chào cô ruột. Lâu ngày chị nhờ, chào lâu ngày mai chị em mới gặp nhau con. Trời ơi, chị nghe cái gì đó. Tại vì năm ngoái thì Tết thì xét Tết cũng bán nhờ chị đấy. Năm nay cũng qua ấy rồi, đến gần đến Tết rồi. Ừ. Gần đến Tết thì cũng đang tính bán xét Tết tiếp đây này. Gần hết Tết rồi bán xét Tết tiếp. Gần hết Tết rồi bán xét Tết tiếp. Mình đổi tên cái xét khác đi được không, để cho nó phù hợp hoàn cảnh. Bây giờ gần hết Tết rồi bán xét Tết nghe nó sai dữ lắm hả? Xét gầm dạ. Lên lên lên. Đi thầy mà. Chị hỏi nãy giờ từ đầu like tao vô cái tao hỏi là ra đăng nó tao đâu. Wow, thế gì chị lấy lên lên đây thiệt à? Thì hồi nát mà, trời ơi, hồi dữ lắm ạ, hồi lắm. Wow, hồi lắm, hồi à? Rần luôn, trời ơi, em hồi dữ chị, thần chị đây, trời ơi, lôi đúng rồi, lôi ơi, đúng rồi, lôi. Phải không, phải cái chai đang nắp đằng sau không, phải không? Đúng rồi đấy. Nhưng mà, đúng rồi, hồi nay thật à? Lôi kêu chú Linh gửi đằng nắp cho cô đi con. Nhưng mà, gửi đằng nắp cho cô đi con. Ý là chị hồi nay thật à? Hồi hai bên luôn. Hồi nha, chị hồi nguyên dòng họ. Hồi nguyên dòng họ. Dịch Dương hồi luôn nè. Nhất Dương hồi nè, ông chồng chị cũng hồi. Trời ơi, hồi nguyên dòng, nguyên nhà luôn. Đó, hồi nha. Không hỏi nữa nha, người ta kêu hồi rồi mà. Không có hỏi nữa. Tính cho hai lọ mà kêu nhiều thế. Nhiều lọ. Gia đình luôn à? Ừ, gia đình luôn. Chị cho chị cho giờ đó. Đó rồi bữa rồi xin ta nói tét cái mỏ ra ta không được cái gì rồi xin ta thùng táo, một thùng táo không đủ rồi còn đòi 20 thùng. Trời ơi. Thì bây giờ người ta phải xin nguyên dòng họ. Hay là hai vợ chồng chị dùng chung một lọ nhá. Tại vì bây giờ cũng thực chất là gần hết rồi, còn đúng 5 lọ cuối cùng. Người ta đặt 2 lọ rồi mà bây giờ còn 3 lọ nữa. Dùng chung được mà. Là sao? Thì tặng cho đủ chứ. Thì bây giờ hàng hết rồi, còn đúng mấy cái hàng mẫu đây nữa thôi. Thì phải tặng cho đủ cho cả nhà người ta xài chứ, trời ơi, để một lọ để nguyên nhà xài. Dùng chung thôi, không sao hết đâu. Tại vì ai cũng bị hôi nách rồi mà. Có bị lây nữa đâu, đúng không? Không sợ bị lây nữa đâu. Sao kẹt sĩ dữ vậy trời. Trời ơi, nó kẹt sĩ cho mọi người ơi. Nguyên nhà người ta 5-6 người rồi cho được lỗ luôn nát rồi mà. Sao nguyên tiền nhà thôi. Trời. Còn gửi thì đơn giản mà. Mà cái bình lăn nách, bình hôi nách này ấy, mà hôi như nhau rồi thì mình sợ gì lây nữa. Nên là cứ bôi thôi. Không hiểu. Trời đất ơi, mọi người coi nó nói kẹt sĩ thì thôi rồi luôn á. Sao kẹt sĩ kiểu vậy? Người ta tính cho cái đường đấy là thích hợp lý nhất rồi. Hợp lý. Xin người ta thì xin 20 thùng táo. Xin thì đòi 20 thùng táo. Rồi cái lọ năng nát thì kêu ra lọ rồi xài nguyên nhà. Trời ơi, có kẹt sĩ. Vì bên này nhà đông người mà.
cả một bản cả mấy nghìn người. Trời ơi, rồi đó, rồi nhà đông người, rồi nhà đông người. Thôi được rồi, nhưng mà phải gọi nha, lần khác phải gọi. Là cái này nó là cái gì, nó là chị hôi nách hả hay là gì, không biết. Chị hôi nách. Ờ, chị mà không bị, em nghi lắm, khả năng không bị đâu. Chị nói thế thôi, mai báo nó biết đi. Không, chị hôi, không, hôi nách, chị hôi nách lên đây. Không, chị hôi nách mà. Hôi nách, hôi dữ thần lắm, hôi, đứng cách 80 mét con ngửi thấy. Hôi lắm em, hôi lắm. Thôi nha. Thế mà người một lò dùng tạm thử nha. Nếu mà hiệu quả thì lấy thêm. Chứ sợ không hiệu quả thì... Không hiệu quả thì xài một lọ, không hiệu quả thì tiện 5 lọ thì người xài cho hết 5 lọ để coi như một liệu trình đi. Đó. Ok, được rồi. Mai em qua bên đấy em nhắn tin xin địa chỉ nhá. Thôi nó dở. Nó giỡn, nó nghe nè. Rồi đấy. Nó nghe nè, còn nhiêu set bớt. tầm 700 set gì ạ? Mà bây giờ giảm giá. Giảm giá không ai mua. Giảm giá không ai mua phải không? Không, cái này là dự án này là nếu mà ngày hôm nay không chốt hết đấy thì bọn em sẽ bù tiền vào để cho nó đủ cái dự án ấy, làm cái dự án luôn. Bù tiền vào set Tết đấy, set này. Bây giờ lên giảm bán cho mọi người thôi. Thực chất là bây giờ ngày mai không bán nữa thì không biết mấy cái xe Tết này làm cái gì cả. 700 set mà. Chia ăn có hết đâu. Hay là chỉ 300 em 300. Chia nhà hai gia đình ăn. Trời ơi mọi người. Chết rồi em mới nghe cái gì đó mọi người ơi. Trời ơi, chết mất thôi. Đâu thì coi cái set màu vàng này set khác không bữa phải không? Đâu, vẫn là set đấy đấy, set này là bị hoàn về mà chị. Cái đợt mà mình hai chị em bán đấy là hết xong rồi. Nhưng mà bên ship ấy, bên vận chuyển ấy, là người ta hoàn về quá tải đơn ấy. Người ta hoàn về cho mình 1.400 set. Mấy ngày nay em bán được 600 set rồi. À, rồi không, nhưng mà hôm bữa là chị like là cái set, chị thấy em cầm cái set hôm bữa là set màu đỏ, cái set này là set màu vàng. Hai set nhỏ mà. Hơn hả? Cái set bình an này là hai set mà. Bây giờ cái set màu vàng là em đang sale còn bao nhiêu tiền? Cái hộp này là còn 278.000 nữa. 278. Cái đồ đỏ này phú quý này là 475k free ship. 470. Vâng. Sàn 9 giờ là bên sàn có voucher sàn nữa. Add voucher sàn vô là sẽ rẻ hơn. Hiện tại em mọi người ơi. Thì mọi người như thế này nhá, Hằng sẽ nói như thế này bởi vì cái việc mà Hằng live với Linh PK Linh á thì chắc là cũng nhiều bạn mọi người biết đến rồi phải không mọi người ha. Đó. Thì cái dịp trước Tết thì ngay cái lúc mà bán set Tết thì nó sẽ phù hợp. Thì Hằng hôm nay Hằng cũng không có mong là sẽ có một cái kỳ tích thứ hai xuất hiện nữa. Hằng không hy vọng là sẽ có thêm một cái kỳ tích. Nói chung là hy vọng nhưng mà không dám mong là sẽ có thêm một cái kỳ tích nó xuất hiện nữa. Mọi người ha. Đó. Mấy bà cứu rồi, người Linh cứu rồi đó. Nhưng mà có cái Hằng muốn nói như thế này. Nếu như mà những bạn nào mà mọi người mới coi cái phiên live này lần đầu mà phiên live trước mọi người chưa coi ha, thì Hằng sẽ muốn nói thêm về cái mục đích của cái món quà Tết này nó xuất hiện ra ngoài thị trường với mục đích gì mọi người ha. Thì đây là Linh đang làm cái set quà Tết này ở trong cái dự án, đó là dự án để xây dựng và hỗ trợ xây dựng cái trại trẻ mồ côi cho các bé ở bên Angola, bên Châu Phi ha mọi người ha. Thì đáng lẽ là cái sản phẩm này nó đã bán hết trước Tết rồi, bởi vì cái phiên live Hằng live với Linh là nó đã hết rồi. Nhưng là bởi vì do cái ngày đó Hằng thật sự với mọi người, Hằng đến với Linh ở trong cái phiên live thì không có bất kỳ làm những cái content hay là những cái hợp tác nào phía trước, cho nên là Hằng chỉ là vô tình thôi và live với Linh như vậy, và ngay cái ngày sát Tết quá. Ờ
ngay cái ngày sát Tết quá đó mọi người, sát Tết quá ha. Như bà sửa hồng thơ quan đều sát Tết quá cho nên là cái sản phẩm này ship không có kịp nữa, là những cái đơn mà ship không kịp bị hủy đó, mọi người đó. Thì hiện tại là bên Linh đang còn khoảng tầm là 700 set. Cái số set này là số set mà đơn hàng bị hủy đi do ship không có kịp trước Tết mọi người ha. Thì đây Hằng đang muốn nói như thế này, mặc dù bây giờ là Tết qua đi rồi mọi người ha, Tết qua đi rồi không còn Tết nữa, các bạn mua cái món quà này về có thể là mọi người sẽ nghĩ là ừ bây giờ hết Tết rồi mua về làm gì, tặng cho ai, đúng không mọi người ha? Không biết mua về làm gì, tặng cho ai nữa, bây giờ mua về ăn hả? À mua về ăn, ta đi mua mấy cái đồ khác bên ngoài nó rẻ hơn đó ăn, đúng không? Mọi người có thể suy nghĩ như vậy, đúng không mọi người ha? Nhưng không mọi người ơi, sắp tới nó còn một dịp nữa, đó là dịp 15 tháng 1 rằm tháng riêng mọi người ha, rằm tháng giêng đúng không ha? À rằm ngày rằm tháng giêng, đúng rồi ngày rằm. Thì cái ngày rằm này á mọi người, nó là cái ngày mà mình đi thả, mình lên chùa, mình thắp hương cầu Phật, đúng không mọi người ha? Là cái ngày mà mình thả cá phóng sinh, đúng không mọi người? Là cái ngày mà mình làm việc thiện. Nhưng mà mặc dù là ngày rằm chưa tới, nhưng mà việc thiện, làm việc thiện không đợi ngày mọi người ha, không cần phải đợi ngày đâu. À chẳng hạn như bây giờ mình không đi tặng quà Tết nữa, các bạn có thể mua về để ủng hộ cho cái sản phẩm này của Linh, để tiếp sức cho Linh trong cái dự án hỗ trợ cho các trẻ em ở bên vùng Angora mọi người ha, xây dựng cái trại trẻ mồ côi cho các bé ở bên vùng Angora, chỗ Linh đang ở hiện tại đây nhá. Đó Linh ơi, em ghim cái set nào hiện tại, em đang ghim set nào đó Linh, em đang ghim set nào vậy? Ghim set Bình An kìa. Em đang ghim set Bình An là cái set màu vàng đúng không ha? Hiện tại đó mọi người, là cái set màu vàng là Linh đang sale với cái giá chỉ còn có 200 mấy Linh hả? 278 kìa. 278. Vâng. 278 ngàn một set mọi người ạ. Và ở bên trong em show cho giúp chị xem ở bên trong có những sản phẩm gì cho các bạn thấy giùm chị em nhé. Và hiện tại khoảng tầm 9 giờ rồi lại có thêm voucher sàn nữa, nếu như bạn nào mà mọi người muốn ủng hộ Linh đó mọi người, để tiếp sức cho Linh trong cái dự án này, để cho Linh có thể hoàn thành tốt hơn á, thì các bạn có thể ủng hộ Linh vô trong trang của Linh nhé. Còn hàng không gắn link á, mọi người vô trong trang của Linh, ở cái set này thì nó đang là 278.000 một set. Nếu như mọi người có voucher của sàn mọi người add vô thì giá của nó sẽ rẻ hơn một xíu mọi người ha. Rồi đây hàng sẽ nói thêm như thế này đây. À nếu như mọi người cũng từng giống như hàng đó là mình không có đủ nhiều điều kiện, mình không có quá nhiều điều kiện ha, để mình đi đến nơi thì mình đi giúp sức cho người ta giống như Linh đi. À hoặc là mình cũng không có quá nhiều tiền để mình đi làm một cái việc thiện nguyện nào đó mà nó to tát hơn một xíu, thì đây hôm nay mọi người ha, nếu như mọi người mua một cái sản phẩm bên ngoài, mọi người đang là một khách hàng, nhưng hôm nay mọi người mua cái sản phẩm này thì mọi người đang là một nhà hảo tâm. Nó sẽ khác nhau hoàn toàn mọi người ha. Cái ý nghĩa của cái việc này nó mang lại nó sẽ khác nhau hoàn toàn, giữa một nhà hảo tâm và một khách hàng nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Hôm nay mọi người mua sản phẩm này là mọi người đang tiếp sức, mọi người đang là một nhà hảo tâm, mọi người đang cho đi, mọi người đang ủng hộ dự án mọi người ha. Đó mặc dù mình chỉ cần ở nhà thôi, nhưng không phải mình không được gì, những cái mình được nhá, mình được cái sản phẩm nhận về tay mọi người ha. À mình nhận được cái set quà nhận về tay này, à 6 sản phẩm mọi người nhá. Đó rồi mình sẽ được cái niềm vui trong lòng, mình được cái công cái đức, đúng không mọi người ha. Đó à, mình không cần phải kể cho ai cả, tự tâm của mình vui. Thì cái sản phẩm này nó là một cái sản phẩm là để ủng hộ để sản xuất ra mọi người, để lấy cái doanh thu để hỗ trợ cho cái dự án xây dựng và hỗ trợ cái trại trẻ mồ côi ở bên Angola. Nên nếu bạn nào mọi người thấy mình có thể đóng góp một phần nhỏ nào đó để hỗ trợ cho Linh, các bạn có thể vô trong trang của Linh và mọi người ủng hộ giúp Linh nhá. Mặc dù là bây giờ nó là set quà Tết, không biết nó là set quà Tết, mặc dù là nó là set quà Tết mình chỉ mua dịp Tết thôi, nhưng không sao cả. À nếu như mà mình làm việc thiện thì mình không quan tâm đến cái vấn đề đó rồi mọi người ha. 200 mấy chục ngàn không đáng là bao, nhưng mà các bạn có thể cho đi được, mình sẽ cố gắng cho đi một xíu mọi người ha. Cái sản phẩm này là cái sản phẩm mà 6 hộp màu vàng mọi người ạ. Tên gọi là gì ta? Set rằm. Set tên gọi là gì chị quên mất tiêu rồi em. Bình an. À set bình an mọi người ha, set bình an. Đó, là cái set này bên trong có 6 hộp. Em đọc vị lên giùm chị đi Linh ơi, đọc vị giùm chị nào. Thì có xoài sấy dẻo và khô gà ổi sấy dẻo và mần xí muồi, khô heo và chanh leo sấy dẻo. Thế tính ra mình mua cái này về mình ăn vặt giống như là mình mua mấy cái đồ sấy đồ khô ăn vặt bên ngoài mà cũng ok mà mọi người. Nhưng bây giờ mọi người, set này là set bình an đúng không mọi người ha?
À rồi bây giờ sắp tới rằng mọi người đi hay đi chùa để mọi người cầu bình an đúng không mọi người hả? Mọi người cầu sự sung túc, mọi người cầu sự bình an, mọi người cầu cái sự tài lộc đúng không mọi người ha? Và mình còn hay cúng ở nhà nữa, chuẩn bị tới rằm tháng giêng 15 tháng 1 rằm tháng giêng mọi người ha. Các bạn cũng có thể hoàn toàn mua cái set này về mọi người để lên trên bàn thờ của gia đình của mình đó, sau đó mọi người làm thêm mâm cúng để mọi người cúng cũng được mà đúng không mọi người ha? Đó, mặc dù không còn Tết nhưng có thể dùng vào cái dịp khác, đó là dịp rằm nhá. Dịp rằm cũng được luôn, nhưng nói chung là như vậy. Chứ mà cái Hằng muốn nói ở đây đó là ý nghĩa của cái hành động này, nó mang cái ý nghĩa gì. À, hôm nay là mình không còn là khách hàng nữa nha. Hôm nay mặc dù mình bỏ tiền ra để mình mua set này nhưng mình không còn là khách hàng nữa, mà mình đang là một nhà hảo tâm. Mọi người ơi, mọi người đừng nghĩ mình là khách hàng nữa nhá. Mình đang là một nhà hảo tâm, bởi vì cái này mình đang là cho đi, mình đang là cho đi, mình đang là ủng hộ mọi người hả? Mình đang làm việc thiện nguyện đó. Rồi sản phẩm này nó sẽ trực tiếp lấy cái thu lợi nhuận của cái sản phẩm này 50% lợi nhuận, sau đó gửi để xây dựng và ủng hộ cái trại trẻ mồ côi ở bên Angora, ở bên chỗ mà Linh đang hỗ trợ đó mọi người ha. Rồi sản phẩm này thì Hằng có chia sẻ thêm, đáng lẽ là dịp Tết là đã hết rồi. Hằng có PK, Hằng đã trùng hợp Hằng PK với Linh một lần rồi, dịp Tết thì đã hết rồi, nhưng lý do tại sao ngày hôm nay vẫn còn là bởi vì do là lúc mà Hằng PK với Linh thì ngay cái dịp đó là nó cận Tết quá, thì các bạn có thể biết được luôn là không có bất kỳ một cái content hay một sự hợp tác nào trước đó giữa Hằng và Linh. Nếu có thì đã là sớm hơn rồi mọi người ha, chỉ là vô tình thôi, cho nên nó cận Tết quá, cái xếp hàng bán đi ngay cận Tết, đơn vị vận chuyển họ ship không có kịp, cho nên là những đơn hàng đó bị hủy mất tiêu mọi người ha. Là sau đó thì nó mới có cái lý do là ngày hôm nay, mà sau Tết rồi vẫn còn một ít số lượng ha. Linh ơi, hiện tại còn bao nhiêu set em hả? Bán gần 300 set rồi chị ơi. Chị nói tiếp đi. Cái gì? Em nói thiệt ấy. Làm sao? Bán gần 300 set rồi. Chị nói tiếp đi, đừng có dừng. Lên từ nãy đến giờ 300 set không? Thiệt không? Vâng, nói đi chị ơi, nói đi. Nói đi phải không? Thật không? Thật nhá. Đúng thật không? Thật nhá. Rồi ok, để chị nói tiếp. Đó mọi người ơi, thì đây như thế này, trời ơi. Thật sự với mọi người nhá, hôm nay bởi vì hôm nay nó không phải là Tết. Hằng trước khi lên live và trước khi Hằng bắt đầu câu chuyện này, Hằng cũng đã nói với mọi người rồi, Hằng không kỳ vọng là hôm nay nó sẽ có thêm một cái kỳ tích nào nữa. Hằng không kỳ vọng mọi người ha, không dám kỳ vọng. Bởi vì hiện tại là sau Tết rồi, nhưng hiện tại mọi người vẫn đang ủng hộ. Thì là mình biết luôn mọi người, thật sự đúng thật là thiện nguyện không đợi thời cơ. Thiện nguyện không cần phải đợi thời gian mọi người, thiện nguyện chỉ lúc nào mà mọi người cần, mọi người muốn là mình có thể làm thiện nguyện được rồi. Đây, là cái set này là set gì Linh hả? Set này set gì Linh ơi? Set này set phú quý chị ơi. Chết phú quý mọi người ha. Rồi phú quý bình an thì hai cái này nguyên một năm mọi người đều cần, chứ không chỉ cần riêng dịp Tết. Nếu như dịp Tết mọi người đem đi để tặng cho khách hàng, tặng cho người khác, thì cái này mọi người tặng cho bản thân cũng được luôn mọi người ha. Mua về để sử dụng, nhưng không phải là đứng phương diện của một khách hàng nữa. Mình bỏ ra mấy trăm ngàn, mình không phải là khách hàng nữa, mà mình bỏ ra mấy trăm ngàn đó mình nhận về xét quà này, nhưng mình đang là một nhà hảo tâm, được không mọi người ha? Hằng nghĩ là mọi người đang hiểu ý của Hằng, được không mọi người ha? Đó, mọi người đang cho đi nhưng mọi người đã có nhận lại ngay lập tức rồi. Mọi người nhận lại là cái giá trị thiện nguyện, nhận lại là cái sản phẩm này luôn mọi người ha. Mình không có thiệt, mình không thiệt, nên mọi người yên tâm, những cái gì mình làm hôm nay mình sẽ để đức cho con cháu của mình về sau. À rồi, sản phẩm này thì hiện tại nó đang nằm trong cái dự án mà hỗ trợ các trẻ em ở bên vùng Angora, ở bên châu Phi mà Linh đang hỗ trợ đây nè. Thì nó là trong cái việc mà đó là để hỗ trợ xây dựng và bổ sung chi phí để nuôi dạy các bé ở bên Angora mọi người ha. Đấy, và sản phẩm này khi mà bán ra ngoài sẽ được trích lợi nhuận, nhưng mà hiện tại mọi người, nếu như mà không bán hết thì chắc chắn là Linh nó sẽ bù lỗ, nó bù tiền vô để cho nó đủ cái số tiền đó, cho nên là bù vô thì cái này để lại thì bỏ thì cũng ổn. Thôi phải chi, tao ngồi tao kéo, tao ngồi tao ăn, tao chưa được ăn miếng nào, trời ơi. Nên là mọi người, cái này mình có thể ủng hộ được mà. Nó giống như là có những cái lúc của mọi người, Hằng đấy là vào ngày hôm nay thì Hằng có một cái sự phát triển ở trong cái công việc của Hằng, Hằng có những cái thu nhập nó ổn định rồi mọi người ha, có sợi lợi rồi, Hằng có thể giúp được một số nơi rồi à. Nhưng để về nói về ngày xưa khi mà mình còn đi học, khi mà lúc mà mình còn nghèo á mọi người, mình nhìn những cái hoàn cảnh ở bên ngoài, Hằng nghĩ là cái này không chỉ riêng một mình Hằng gặp đâu mà rất nhiều bạn, mình nhìn những cái hoàn cảnh ở ngoài kia thấy người ta rất là tội, nhưng mình không có điều kiện, đúng không mọi người ha, mình không có điều kiện để mình giúp luôn á. Đó là những cái lúc đó là mình chỉ mong là
là mình có thể giúp được cái gì cho họ. Mọi người mình chỉ mong mình có bao nhiêu tiền đó, hoặc là mình có ngành nào tiền đó mình giúp được gì cho họ. Xây cho họ cái nhà, đúng mọi người ha. Cho tiền cho con người ta đánh học phí đi học chẳng hạn, như vậy đấy. Nhưng mà mình không có, không thể có 10 triệu, 20 triệu, 100 triệu bao nhiêu tiền đó để xây dựng cái trại trẻ mồ côi, không thể có. Nhưng mà nếu như cái sự góp sức của mọi người lại thì có, mọi người ơi. Góp sức của mọi người lại thì ok. Ví dụ như hôm nay thì mọi người mua một set cũng được, một set cũng được, không nhiều. Mọi người không có điều kiện, mọi người mua set đỏ, các bạn có thể mua set vàng cũng được, không có sao hết trơn mọi người ha. Điều kiện ít thì mọi người mua cái set ít cũng được. Đó, mọi người đang trao đi để lấy cái phúc đức về sau là một này, trao đi để giúp đỡ những cái hoàn cảnh ở hiện tại là hai, thì cái này nó mang cái giá trị thiện nguyện nhiều hơn là giá trị thương mại mọi người ha. Con hàng đúng không mọi người? Con hàng không mọi người ha? Thêm đi hết rồi kìa Linh Linh ơi, cái gì hết vậy? Còn mà đang còn, đang còn chị ơi. Còn phải không? Lúc nãy là bị giới hạn đơn đấy. Bây giờ ngày em bán được mấy trăm đơn thôi. Không cho. Trời ơi, cái bị giới hạn đơn thì sao bán? Có mở lại thôi, mở lại được thôi. À mở lại rồi hả? Vâng. Bây giờ là đang còn sách nào? Mới mở lại được thôi cả nhà mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Ok. Đó. Thì nó cứ giống như vậy để mọi người, giống như là ví dụ như mà mình không có điều kiện hàng, nói thật với mọi người nhá, lý do tại sao mà mọi người hú PK với Linh một cái là hàng có thời gian một cái hàng PK luôn. Bởi vì thật sự Linh đó mọi người, nhỏ tuổi hơn hàng, Linh có nhỏ tuổi hơn hàng nhá. Nhưng mà làm được những cái việc rất là vĩ đại, cực kỳ là vĩ đại luôn, các bạn có thể nhìn thấy được ha. Đối với phương diện của Linh như thế này đây, bình thường mình bán hàng, mình có thể lấy cái lợi nhuận đó và mình không làm công việc thiện nguyện, không ai có quyền để trách mình cả mọi người ha. Nhưng các bạn có thể thấy không, thông thường người ta làm thiện nguyện thì người ta sẽ một, thông thường đa phần nhá, là người ta sẽ kêu gọi quyên góp, đúng không mọi người ha? Kêu gọi quyên góp. Nhưng mà Linh thì sẽ khác. Mọi người có thể thấy là Linh bán hàng online, mình bán hàng, Linh bán hàng online, và Linh sẽ trích cái lợi nhuận đó để Linh làm thiện nguyện, còn sẽ không đứng ra kêu gọi quyên góp là một người cho bao nhiêu tiền đó, lấy tiền đó để đi quyên góp. Linh hoàn toàn khác. Đó là lý do tại sao rất nhiều người nể mọi người ha. Và cái sản phẩm này cũng vậy, nó là một sản phẩm nằm trong dự án để làm thiện nguyện, đó là tự mình bỏ tiền túi mình ra, mình sản xuất một sản phẩm nào đó ra, sau đó mình bán sản phẩm đó ra ngoài thị trường, mình lấy cái lợi nhuận đó mình đi làm thiện nguyện, chứ không hề đứng ra để kêu gọi quyên góp mọi người ha. Làm bằng sức của mình, đầu tư bằng tiền của mình, sau đó lấy lợi nhuận của mình để đi làm thiện nguyện. Nhưng hiện tại nó đang mắc một cái, đó là cái số lượng của cái sản phẩm này mọi người. Số lượng sản phẩm này hiện tại tại sao sau Tết nó vẫn còn, là bởi vì trước Tết cái dịch vụ vận chuyển họ ship không kịp, làm cho đơn hàng nó không có ship được đến tay của khách hàng và đơn hàng bị hủy đi mọi người ha. Đó, thì nó sẽ còn lại một ít set như thế này đây. Chỉ hiện tại chắc còn khoảng tầm vài trăm set lên hả? Cái gì ai khóc? Tầm vài trăm set. Vài trăm set, còn khoảng tầm vài trăm set mọi người ạ. Đó, thì những cái set này là những cái set mà bị hủy đơn. Chứ mà không, nếu như mà Hằng nghĩ đáng lẽ, trời ơi chị nghe em nói hủy đơn mà chị hy vọng là đáng lẽ là phải chi mà hai chị em PK trước đó khoảng tầm 2 ngày, 3 ngày thôi là chắc không bị như thế này lên hả? Vâng. Hai chị em mà PK mà có nguyên với nhau mà PK trước đó khoảng tầm cuối ngày quá rồi, cuối ngày đơn quá tải người ta trả về thôi chứ không phải là khách hàng trả về đâu. Đó thì đây mọi người ơi, bình thường á thì Hằng cũng biết mà mình ở bên ngoài thì có nhiều những cái sản phẩm mà mọi người mua, mọi người có thể nghĩ là nó rẻ hơn, nó ngon hơn, hoặc hợp khẩu vị của mọi người hơn, ở bên ngoài Hằng nghĩ là sẽ có đó. Nhưng mà ở đây thì nó lại khác mọi người ha. Nó không mang cái giá trị thương mại mà nó sẽ mang cái giá trị về thiện nguyện, mang giá trị về thiện nguyện nhiều hơn nhá. Rồi, nếu như bình thường mọi người đi ra bên ngoài, mọi người mua một sản phẩm nào đó thì mọi người đang đứng trên phương diện mình là người khách hàng, đúng không mọi người ha? Mình sẽ nghĩ mình là người khách hàng, mình là người tiêu dùng. Đúng. Nhưng mà hôm nay mọi người, các bạn sẽ không còn là người khách hàng, các bạn không còn là người tiêu dùng nữa, mà các bạn là một nhà hảo tâm, là một nhà thiện nguyện. Mọi người đang góp sức trong cái dự án đó với Linh. Thì cái dự án này nó còn không mang ý nghĩa của cá nhân Linh và team Châu Phi nữa đâu, mà nó mang cái tính cộng đồng người Việt Nam mọi người ha. Bởi vì nó không phải là một set hai set mà nó lên tới mười mấy ngàn set rồi, mười mấy ngàn người thì mình có thể gọi là cộng đồng người Việt Nam rồi mọi người ha. Cộng đồng người Việt Nam hỗ trợ cùng với Linh, giống như Linh là một người đại diện, không thể nào mà cái này có thể là lấy danh xưng một mình Linh nữa rồi, là cộng đồng các bạn ở Việt Nam mình hỗ trợ, là những nhà hảo tâm hỗ trợ cho Linh trong cái dự án hỗ trợ các bé ở bên Châu Phi, những bé mà mồ côi đây mọi người ha. Lôi con phá quá nhá.
Trời ơi, ta đang nói nha, ta đang nói thì lôi con phá rồi, phân tâm quá như lôi con. Đó, rồi mọi người ơi, cái set màu vàng á hiện tại là đang có cái giá là 278.000, thì giá này đã là giá sale so với giá hồi trước Tết, đã được giá sale rồi. Và nếu như mà mọi người add voucher sàn nữa, hiện tại 9 giờ rồi thì đang có voucher sàn mọi người ha. Thì các bạn có thể add cái voucher đó vô, mọi người vô trong trong trang của Linh, mọi người đặt bên hàng không có cái set đó nhá. Mọi người nhấn vô trong trang của Linh, mọi người đặt cái set màu vàng nhá, là còn 278.000 nếu như có voucher, mọi người add vô là sẽ rẻ hơn. Còn nếu như mà cái set màu đỏ thì hiện tại giá đang bao nhiêu Linh hả? Giá là 478k chị ạ. 475.000. 478k. Màu đỏ là 475.000 mọi người ạ, 475.000 một cái set màu đỏ này đây. Mọi người có voucher sàn mọi người add vô giúp Hằng nhá. Add voucher sàn vô giúp Hằng là mọi người sẽ mua được rẻ hơn. Đó, Hằng muốn là kéo cái link vô trong tài khoản của Hằng, bởi vì tài khoản của Hằng hôm nay là Hằng đang có cái phiên live đăng ký với TikTok, thì Hằng các bạn sẽ có cái voucher ở bên này hơn một xíu, nhưng ngược lại này mọi người, khi mà Hằng gắn link vô trong trang của Hằng thì link sẽ phải trích hoa hồng cho Hằng, bởi vì Hằng gắn tài khoản affiliate đúng mọi người ha, thì bắt buộc link phải trích hoa hồng. Thì Hằng không có muốn cái hoa hồng đó bị trích cho Hằng, cái hoa hồng đó để link có thể lấy toàn bộ đi để link hỗ trợ các bé bên Trung Phi. Thì các bạn ơi, mọi người chịu khó vô trong cái tài khoản của link để mọi người đặt nhá. 478.000 một set màu đỏ. Cái set này mọi người, nó là cái set phú quý. Set màu vàng có tên là set bình an. Kể cả là bình an hay là phú quý thì không chỉ dịp Tết đâu mà nguyên một năm mọi người đều cần. Mọi người ha. Và sắp tới là sắp tới cái ngày rằm tháng Giêng đó mọi người. Rằm tháng Giêng là cái ngày mà mọi người đi đâu mọi người ơi, mình đi chùa mình cầu may này, mình đi chùa mình cầu bình an, mình cầu cái sự tài lộc đúng không mọi người ha. Là cái ngày mà mình thả cá phóng sinh, là cái ngày mình làm việc thiện. Nhưng có một cái mọi người ơi, mình đang mua set quà này có nghĩa là mình đang làm việc thiện, bởi vì nó không mang giá trị thương mại, nó mang cái giá trị về thiện nguyện mọi người ha. Đó thì cái sản phẩm này thì nếu như bạn nào mọi người mới vô sau á, thì Hằng sẽ chia sẻ lại thêm. Nó nằm trong cái dự án hỗ trợ các bé ở trại trẻ mồ côi bên Angola mọi người ha, xây dựng và để chi phí để nuôi dưỡng và gọi là phát triển cái trại trẻ mồ côi đó mọi người ơi, để có nơi để cho các bé nương tựa, để nơi có nơi các bé ăn, các bé ngủ, các bé lớn mọi người ha. Đấy, nếu như mọi người đã từng có những cái mong muốn là có một ngày nào đó mình có thể làm một việc gì đó cho cộng đồng, một cái việc gì đó để giúp đỡ một cái hoàn cảnh nào đó ở ngoài kia, nhưng mình không có quá nhiều điều kiện thì không sao đâu mọi người. Hôm nay mọi người cho đi để mọi người nhận về set quà, và mọi người đồng thời cũng cho đi cái tâm của mình nữa, cho đi cái tấm lòng của mình, là cho đi cái giá trị thiện nguyện luôn mọi người ha. Đó, các bạn có nhấn vô cái trang của Linh nhá, đặt cái sách xếp màu đỏ, xếp màu đỏ cũng được mọi người ha, hoặc là xếp màu vàng nếu như mọi người có điều kiện, các bạn ủng hộ lên xếp màu vàng cũng được. Set màu đỏ thì nó sẽ mắc hơn một xíu, bạn nào có điều kiện nhiều hơn thì các bạn hoàn toàn có thể ủng hộ cái set màu đỏ cũng được mọi người ha. Đó, thì đây còn bao nhiêu set Linh hả? Còn bao nhiêu set, em check đi. 400 set chị ơi. Nhanh quá. Còn 400 set. Hả? Còn 400 set nữa. Còn 400 set hả? Thì lúc đầu em nói với chị là còn bao nhiêu set? Lúc đầu là bán được 300 set rồi. Lúc đầu mày nói với chị là còn 700 set. Phải không? Đấy. 700 mấy, 700 này là bán được 300 rồi, còn 400 nữa. Cái set này hơi căng này, set này hơi căng này. Là cái set đỏ này là còn bao nhiêu, cái set màu vàng còn bao nhiêu, em có thể thống kê số lượng được không? Set vàng còn bao nhiêu được anh nhỉ? Mọi người ơi, mọi người vô trang Linh nhá, mọi người vô trang của Linh mọi người đặt nhá. Set vàng còn 100 set, set đỏ còn 300 set. Lúc đầu 800 set à? Lúc đầu 800 set. À lúc đầu 800 set. Lúc đầu 800 set, bây giờ còn 400 đúng không? Vâng. Set vàng còn 100, set vàng còn 100. Cái này. À rồi, cái này á mọi người ơi, cái này nè, lý do tại sao mà còn, hôm bữa đúng là hết thật rồi, hôm bữa là hết rồi, lý do tại sao còn là bởi vì do những cái set này là bị hủy, do đơn vị vận chuyển họ ship không kịp, cho nên đơn hàng không thể ship đến tay của khách hàng trước Tết, cho nên là bị hủy đơn đi mọi người, đơn hàng bị hủy đi, cho nên đó là lý do còn sau Tết, bởi vì Hằng với Linh PK ngày hôm đó thì Hằng nói thật sự với mọi người nhá, không có bất kỳ một cái sự hợp tác nào trước đó, và hai người cũng không có kết nối, không có kèo với nhau trước đó. Nếu như có thì sẽ là sớm hơn,
không thể nào mà để đến cận Tết hàng với PK với Linh. Các bạn có thể thấy cái phiên live của hàng PK với Linh là cận Tết, bởi vì lúc đó cận Tết rồi, cái sản phẩm này nó chưa có bán ra hết, và các bạn có đi vô chia sẻ về set này, cho nên hàng mới vô hàng PK với Linh thì nó đang cái dịp cận Tết. Thì bởi vì do cận Tết nên là ship không kịp, mọi người ơi, ship không kịp ha, đơn bị hủy đi do ship không có kịp trước Tết cho khách hàng, nên là nó mới có cái lý do là ngày hôm nay vẫn còn những cái set quà này đó, lý do là như vậy ha. Nhưng mà không sao mọi người ơi, không còn Tết thì còn rằm, mà kể cả không còn rằm thì chỉ cần còn những ai muốn cho đi, còn những ai có tấm lòng là những cái set này vẫn có thể bán ra được. Hàng tin cái đó ha. Hàng ví dụ để hàng nói về rằm nhá. Ngày rằm là cái ngày mà mình làm thiện nguyện, mình thả cá phóng sinh. Thiện nguyện thì nó không đợi ngày mọi người ha, mình không cần phải đợi đến ngày rằm mình mới làm thiện nguyện. Mình làm lúc nào, mình làm ở đâu, à mình cho đi những gì, à bản thân của mình thấy được, trời thấy được mọi người ha. Đó rồi, ngày rằm các bạn cũng có thể mua nó về, mọi người để trên bàn thờ của gia đình của mình mọi người ha. Đó, mọi người làm thêm mâm cỗ nữa, mọi người cúng cũng được luôn. Không để mà Linh như thế này thì Linh như thế này, Linh đang làm khó bản thân rất là nhiều, đang làm khó bản thân đấy. À, mình có thể hoàn toàn từ chối mà. À, ở bên Angola nhờ Linh hỗ trợ trong cái dự án mà xây dựng trại trẻ mồ côi và hỗ trợ chi phí đó mọi người ha, thì Linh hoàn toàn có thể từ chối. Nhưng mọi người thấy không, nó có từ chối không? Không, bỏ tiền ra tự đi mua, tự đi sản xuất mấy cái set này về, hoàn toàn có thể đi kêu gọi nữa cơ. Ví dụ nhé, hàng nói đối với cái phương diện của Linh hiện tại ha mọi người ha, thì Linh có thể lên trên đó, Linh đăng một bài đăng lên, à Linh đang có một dự án nó cần hỗ trợ trẻ mồ côi, để đối với cái uy tín của Linh đó mọi người, đối với cái uy tín của Linh ở thời điểm hiện tại á, vấn đề quyên góp tiền không thành vấn đề. Ông đứng lên quyên góp đi, hàng cũng chịu. Các bạn nào là fan của Linh đó mọi người thấy, đứng lên quyên góp một cái, mọi người cũng chịu, mọi người cũng tin, đúng không mọi người ha? Nhưng không, các bạn mai gửi số tài khoản nhé. trời ơi mọi người ơi, coi mất nết chưa, mọi người coi mất nết chưa, kêu em ngày mai gửi số tài khoản để quyên góp là trời thiệt chứ. Tao gõ nó bây giờ nó, mọi người gõ nó một cái bây giờ người ta đang nói ngon lành. Nói chung á mọi người hoàn toàn có thể đứng ra quyên góp, cái này là hàng nhìn ở cái khía cạnh này ha. Linh hoàn toàn có thể đứng ra để quyên góp, thay vì mình bỏ tiền ra để mình lấy về cái rủi ro như thế này đây mọi người ha. Mình đứng ra quyên góp cũng phải nhẹ nhàng hơn, nhưng không làm cái điều đó, mọi người có thể thấy không. Đó, làm thiện nguyện á, bé nó bỏ tiền ra nó mua sản xuất đồ, xong nó bán ra lấy lợi nhuận đó đi làm thiện nguyện. À, còn bản thân của hàng không được vĩ đại như vậy, hàng không vĩ đại được như Linh. Hàng bán ra hàng thu về cái lợi nhuận đó mọi người ha. Lâu lâu có đi từ thiện thì hàng đi, còn mà để mà hàng trích cái lợi nhuận ra mà hàng làm từ thiện nguyên năm như này, thật sự là hàng không có cái vĩ đại giống như Linh đấy mọi người ha. Nên là để mà Linh bây giờ Linh đứng ra để Linh nói và Linh kể về những cái gì Linh đã làm á thì nó không có hay lắm đó. Để Linh đứng ra Linh nói quá nhiều về cái sách này, về mục đích của nó là gì thì đôi khi mọi người sẽ nghĩ là lợi dụng này nọ các thứ ha. Nhưng mình đứng trên còn 240 set nữa chị ơi, hả, còn 240 set nữa. Còn 240 set phải không mọi người ha? Được rồi, hôm nay mà 240 set, bây giờ là 9 giờ rưỡi, chị sẽ like, chị cố gắng chị like đến khi nào mà em sạch bắt thì thôi. Nhưng mà em phải nói sớm nhá. À thật mọi người ơi, em phải nói hết là em phải nói, chứ không là lại like lố thì không có hàng ship cho khách rồi người ta chửi. Trời ơi, nhá. À, cái set màu hiện tại là set màu vàng hết chưa? Còn bao nhiêu set màu vàng nào? Bao nhiêu set màu vàng được anh ơi? Set màu vàng còn bao nhiêu set nào? Mọi người ơi, các bạn có thể vô trong trang của Linh mọi người ủng hộ nhá. Nếu như mọi người điều kiện tài chính không cao, các bạn mua set màu vàng thôi là được rồi. Giá của cái set này với 6 củ ở bên trong đó mọi người là nó đang là 278.000 một set. Nếu như mọi người có voucher sàn, mọi người add vô nữa thì sẽ rẻ hơn. Mọi người ha. Có bạn nào mua được cái set màu vàng hơn nữa? 40 set màu vàng, 200 set màu đỏ. Là còn 40 set màu vàng đúng không Linh hả? Vâng, vâng. 278k. 278k. Mọi người ơi, trà sữa bao nhiêu tiền một ly ta? Trà sữa 60.000 khoảng tầm đó ha. Trung bình cỡ 60.000 chắc ly trà sữa ngon dữ rồi. Thôi, thôi mình cứ tính vậy đi mọi người ơi. Đó, ly trà sữa khoảng tầm 60.000 mọi người ha. Khoảng tầm cỡ. Đây. Ôi, sao đấy?
chị định giờ giới hạn độ tuổi phim like không sao đâu, không sao chưa á. Dạ TikTok nó hay quét vậy mà, giới hạn độ tuổi phim like trong 10 phút là xíu nữa lượt view của chị nó sẽ bị tụt trong trong 10 phút. Không sao hết trơn nhá. Thì đây mọi người ơi, cái set màu vàng là 278 ngàn đó mọi người ha. Hằng không có rõ hàng mọi người. Mọi người ơi, mọi người có thể nhấn vô cái trang của Linh được không mọi người ha? Mọi người nhấn vô cái màn hình của Linh nè, là mọi người vô trong trang của Linh mọi người đặt. Bởi vì nếu như mà Hằng gắn rõ hàng ở bên trang của Hằng thì Linh sẽ phải trích hoa hồng cho tài khoản của Hằng. Hằng không muốn nhận cái hoa hồng này. Nếu như mà đối với những nhãn hàng khác thì Hằng sẽ nhận, nhưng đối với Linh này thì Hằng không muốn nhận cái hoa hồng này, để cho Linh có thể trọn vẹn lấy cái lợi nhuận đó để đi góp sức trong cái vấn đề mà xây dựng trại trẻ mồ côi cho các bé ở Angola mọi người ha. Đó rồi, 278 ngàn, hiện tại set màu vàng đang còn 40 set mọi người ạ. 40 set màu vàng 278 ngàn. Nếu như mọi người có voucher mọi người add vô nhá, mọi người vô trong trang của Linh mua trực tiếp trên trang của Linh ha. Hằng không có giỏ hàng mọi người ơi, không có ha. Set màu đỏ thì hiện tại đang khoảng tầm là 200 set. Set màu đỏ thì giá thành của nó sẽ cao hơn một xíu, là khoảng tầm là 478 ngàn một set đó, 478 ngàn mọi người ha. Táo đỏ Hằng hết rồi đó. Rồi cái này này mọi người, Hằng xin phép chia sẻ lại cho những bạn nào vô sau, và nếu như là những bạn nào mọi người đã từng ủng hộ Linh ở trước Tết và mọi người vừa mới ủng hộ Linh thì Hằng sẽ thay mặt Linh cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Cảm ơn cái tấm lòng của mọi người rất là nhiều, mặc dù đây là set quà Tết nhưng sau Tết mọi người vẫn ủng hộ, là có thể thấy được là cái mà mọi người quan tâm, không cần biết nó là Tết hay không, không cần biết sản phẩm đó là gì, mà cái mọi người quan tâm ở đây là mọi người đang làm được những gì á mọi người ha, và nó mang cái ý nghĩa gì đó. Rồi cái sản phẩm mà Linh đang cầm cả hai cái set quà này mọi người ơi, nó là hai cái set nằm trong cái dự án hỗ trợ các bé ở Angora ở bên châu Phi à, để xây dựng và mà góp cái chi phí trong cái việc mà xây dựng và nuôi dưỡng các bé ở trại trẻ mồ côi ở bên Angola. Mọi người biết thì Angola rất là nghèo rồi, mà để mà những cái trại trẻ mồ côi bên đó mà để hoạt động thì nó phải khó khăn như thế nào nữa mọi người ha. Đó thì đây là Linh đang hỗ trợ cái dự án đó. Những cái set quà này Linh sản xuất ra để bán ra ngoài thị trường, sau đó thu về lợi nhuận và trích cái lợi nhuận đó ra để hỗ trợ cái dự án đó mọi người ha. Và cái sản phẩm này ngày hôm nay nó không còn mang cái giá trị thương mại nữa, mà nó mang cái giá trị về thiện nguyện đó. Và các bạn hôm nay, những bạn nào mọi người đang mua hàng thì mình cũng không có phải là những cái các bạn đang mua hàng thì các bạn không phải là những người khách hàng nữa rồi, mọi người cũng không còn là người tiêu dùng nữa rồi. Các bạn mua hàng ở đây là hôm nay, trong ngày hôm nay và mua cái sản phẩm này thì mọi người đang là nhà hảo tâm mọi người ha. Các bạn đang là nhà thiện nguyện, các bạn đang là nhà hảo tâm, mọi người hoàn toàn không phải là khách hàng, không phải là người tiêu dùng nữa. À, mọi người đang góp sức cùng với Linh, và cái dự án này nó không còn là riêng cái dự án của mình Linh nữa, mà nó là dự án của cộng đồng người Việt Nam. Bởi vì cái set hàng này đã bán ra bên ngoài 10 mấy ngàn set rồi, 10 mấy ngàn người, chứ không phải là 1 người 2 người nữa mọi người ha. Nó mang cái tính cộng đồng rồi, cộng đồng rồi mọi người ha. Không còn là giá trị của riêng Linh hoặc là riêng team châu Phi nữa đâu, mà là cộng đồng người Việt Nam hỗ trợ cùng với Linh để góp sức trong cái dự án đó rồi mọi người ha. Rồi cái set quà này á mọi người, thì màu vàng ở bên trong cũng có 6 hộp, màu đỏ bên trong thì sẽ có là 8 hộp mọi người ha. Set màu vàng giá của nó đây là 278 ngàn một set, 278 ngàn một set. Mọi người vô trong trang của Linh, mọi người nhấn vô Linh nhá, nhấn vô trang của Linh rồi mọi người đặt ở bên trang của Linh đó. Set màu vàng hiện tại còn bao nhiêu set Linh hả? Bao nhiêu set Linh ơi? Bao nhiêu set đây anh ơi? Hiện tại bên này không nhìn thấy giỏ hàng đâu cả, bây giờ phải báo về Việt Nam. À em không nhìn thấy giỏ hàng phải không? Không nhìn thấy giỏ hàng. À, ở bên Angola nó không có. Hàng bị giới hạn độ tuổi phim live cho nên nó sẽ tụt view khoảng tầm 10 phút đó mọi người, không sao. Bị tụt view mọi người vô trong trang của Linh mọi người coi. Bên hàng bị tụt view mọi người vô còn trong 15 trang của set màu vàng. Bao nhiêu em? 15 set màu vàng nữa. 15 set? Hồi nãy là 40 set, bây giờ set màu vàng còn 15 set đúng không? Đúng như Hằng nói mà hôm nay Hằng không có mong cầu, không có mong cầu cái kỳ tích gì xảy ra. 4 set nữa. Nhưng mà hiện tại là đang có một cái sự nữa. Hỗ trợ rất nhiều. 4 mọi set người. Màu vàng. Còn 4 set màu vàng nữa hết rồi hả? Bây giờ. Còn 4 set màu vàng nữa là hết rồi nhá mọi người ơi. Còn set màu đỏ em, set màu đỏ bao nhiêu hả? Set màu đỏ bao nhiêu được anh ơi? Còn 4 set màu vàng hết rồi đó. Màu vàng hết rồi, hết rồi. Hết màu vàng em hạ xuống đi cho đỡ mỏi. À, hạ xuống đi. Cái này gửi cho chị Hằng nhé. Hết rồi phải không? Set màu đỏ còn bao nhiêu nè? Chị nghĩ là khoảng tầm là 100, chắc cũng khoảng tầm 189 gì đó. Set màu đỏ được anh ơi. Set màu đỏ còn bao nhiêu được anh ơi? Còn 25 set đó. 189. Lúc nãy còn 25 mà. Không, cái ngày hôm nay với mọi người, Hằng nói thật với mọi người nhá. 200 set màu đỏ này. Xem màu đỏ bao nhiêu em? Vẫn còn 200 chị ạ.
200 set màu đỏ đúng không mọi người? À, cái ngày hôm nay á mọi người, đến cho đến ngày hôm nay rồi á thì không có kỳ vọng, hoặc không có kỳ vọng là nó sẽ có nhiều nhiều cái kỳ tích, nhưng mà nếu như mà cái mình sẽ cố gắng đến đâu mình sẽ cố gắng đến đó mọi người ha, cố gắng đến đâu thì mình cố gắng đến đó thôi. Rồi, hôm trước á thì là ngay cái dịp mà cận Tết, cho nên là mọi người sẽ có cái nhu cầu nhiều hơn là mình mua cái set quà này để mình tặng cho người thân đúng không mọi người ha. Đó. Còn hôm nay thì cái Tết nó đi qua mất rồi, cho nên là cái việc mà để mà phổ biến cái sản phẩm này đến cho mọi người thì nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều mọi người. Nhưng không sao đâu mọi người ơi, ngày sắp tới là sẽ là ngày rằm nữa. Ngày rằm, còn rằm tháng giêng mọi người ha. Mình có thể mua về nó để mình cúng để trên bàn thờ của gia đình của mình đấy, để mình cúng cũng được. Cái set này nó là cái set tên của nó là Phú Quý cái gì đấy, Phú Quý mọi người ạ. Cái set này nó là set Phú Quý mọi người ha, mang tên là Phú Quý đó. Thì nếu như hôm nay tổng cộng lúc Hằng vô live là có tổng cộng 800 set. 800 set, bây giờ là đang còn 200 set nữa. Em ghim cái set này lên nhá em nhá, nhớ ghim lên nhá. Rồi đang còn 800 set nè. 800 set, bây giờ còn 200 set là đã hết 600 set rồi. Thì cái này á mọi người, ngày hôm nay thì nó sẽ không còn là cái gì mà ở cái phần của Hằng là Hằng nói đỉnh hay là cái gì nữa, nó không còn nữa mọi người ơi. Hằng có nói đỉnh đến đâu, nhưng mọi người không có nhu cầu thì mọi người cũng sẽ không mua. Nhưng mọi người có thể thấy được ha, trước Tết là mình có nhu cầu, đó là mình mua để làm quà Tết. Nhưng bây giờ sau Tết rồi mình mua để làm gì? Nhưng mọi người có thể thấy không, 600 set vẫn đi rồi, các bạn vẫn đang ủng hộ Linh mọi người ha, các bạn vẫn đang ủng hộ. Tức là mọi người ơi, mọi người đang không quan tâm về cái việc mua về để làm gì nữa rồi. Mọi người không quan tâm là mua về mình có ai đâu mà tặng nữa. Mua bây giờ hết Tết rồi mua cái này về để làm gì là mọi người không quan tâm nữa rồi mọi người ha. Là cái mọi người đang quan tâm ở đây đó là cái ý nghĩa của cái việc làm này nó là gì. À, cái mọi người đang quan tâm ở đây đó là mọi người sẽ giúp được gì khi mọi người mua set quà này thì mọi người mới mua. Chứ Hằng nói thật nhé mọi người ơi, không có nhu cầu, không có mua đâu, không có nhu cầu ai đâu mà tự nhiên bỏ tiền ra gần đấy tiền để mua mọi người ha. Đấy thì cái này á chủ yếu là sẽ đây, cái này là phải khen mọi, nếu như mọi người không cần phải khen Hằng trên live, mọi người khen là khen khách hàng, mọi người khen những người mọi người đã bỏ tiền ra. Hằng thay mặt cho Linh, thay mặt cho fan của Linh và thay mặt cho rất nhiều các bé ở bên châu Phi, cảm ơn mọi người, các bạn đã ủng hộ Linh trong phiên live ngày hôm nay rất là nhiều, cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Đó, còn hiện tại á Linh đang ghim cái, Linh ghim cái sản phẩm màu đỏ này nè ở trên trang của Linh, trên trang của Hằng không có, mọi người có thể vô trong trang của Linh để mọi người đặt nhá. Và à đúng rồi, có cái phần lì xì, Hằng quên mất có phần lì xì mọi người ơi. Trong những cái set quà này của Linh thì nó sẽ có một cái phong bao lì xì mọi người ha. Phong bao lì xì đó thì nó sẽ có một cái mã số riêng, khi mọi người nhận về đừng có vứt cái phong bao lì xì đi nhá, giữ lại cái bao lì xì đó. Bởi vì khi mà nó hết hoàn toàn, những cái set này hết hoàn toàn, bán hết ra rồi, khách hàng đã nhận đầy đủ rồi, thì Linh sẽ lên cái chương trình đó là bốc thăm trúng thưởng, giống như là cái quay xổ số mọi người ha. Và nếu như quay trúng con số nào và khách hàng nào nhận về con số đó thì bạn đó sẽ là nhận về một phần quà là một miếng vàng có logo, đó là Quy Lần. Logo chữ logo chữ gì Linh? Logo LG phải không? Chữ LG hả? Vàng thật giá trị 6 triệu mọi người ha. À chữ quen Linh, Quy L. Tên em trai mà. Sao cái chữ Quy nó không giống chữ Quy vậy? Sao tên em trai mà, bị ngược gì rồi ạ? Tên em trai mà. Hả? Rồi ngược cũng không nhìn đấy. Ủa sao cũng không nhìn ra cái chữ quen Linh luôn á? Mọi người nói chung là nó là vàng thiệt mọi người ha. Cái này thì mình sẽ xem là mình có may mắn hay không mọi người nhá. Đó, thế mình may mắn thì mình sẽ nhận được cái sản phẩm vàng này, vàng thật luôn mọi người ha, trị giá là 6 triệu đồng ở trong cái set quà này nữa. Và set quà này hiện tại nó đang có tổng cộng là 8 vị tất cả. Cái bao bì nó đẹp nhá, bao bì nó đẹp nha mọi người ha, bao bì vẫn rất là đẹp. Bao bì của nó là dạng bao bì nhám nhám đấy, và trên bao bì lại có mặt thằng Lôi nữa cơ. Ê, cái mặt đấy Lôi đó mọi người, trên bao bì có mặt thằng Lôi, mọi người nhìn nó nhá. Đó là Lôi đâu, Lôi ơi miêu tả đó, trời ơi đó, đang kêu rồi nó miêu tả mà bẻ cái set quà xuống nó cười nhăn răng đó mọi người, trời ơi cười thấy hàm răng không, trời ơi đấy chưa mọi người. Đang kêu là Lôi miêu tả cho cô coi là cái mặt của con ở trên bao bì như thế nào mà hạ cái set quà xuống ở đây. Trời ơi, ông Lôi, nhìn thấy không thấy một cái gì, thấy mỗi hàm răng thôi Lôi.
xíu nữa mình phải ghi ra cho cô coi là cái mắt ở chỗ này. Trời ơi, nó cười như đồng hồ. Trời đất ơi, mọi người coi nó cười kìa. Trời ơi, y chang luôn á. Ôi trời ơi, nó cười. Làm sao vậy? Làm sao nghe hiểu không? Có nghe hiểu không? Sao cười dữ thần vậy con? Trời ơi, cười kìa. Hiểu à? Hiểu à? Hiểu hả? Hiểu hả? Có hiểu không hay là chú Linh mắc cười vậy? Có hiểu không hay là chú Linh ép cười? Hiểu quá. Hả? Hả? Yêu. Hả? Yêu hả? Yêu hả? À hiểu. À hiểu. Hiểu hả? À rồi. Người Tây, người Tây nói tiếng Việt nó hơi lơ lớ. À, giỏi quá trời luôn. Mình cái mỏ hàng nói xeo xéo như vậy mà nó hiểu hết kìa mọi người. À hiểu, hiểu mà nghe ra chữ tưởng đâu chữ yêu. Trời ơi, à, hiểu hả? Trời ơi, nhưng mà cái mỏ quá trời rồi con, cái mỏ này tươi dữ lắm à. Không có cái mọi người ơi, thật sự cầm cái set quà lên trên nhìn cái mặt thằng Lôi không nguyên năm cười không nguyên một năm. Trời ơi, chứ nhìn cái mặt nó cỡ đó rồi đâu có nín cười nổi. Đó mọi người coi đó, nó cười một cái là cười nguyên một buổi rồi. Bây giờ để cái set quà đó mọi người ơi, về nhà mọi người có ăn hết nhá. Có ăn hết cái set quà đó, nhớ để cái vỏ lại, lúc nào buồn buồn rồi hai vợ chồng cự lộn thì lấy ra nhìn cái mặt thằng Lôi một cái là hết giận. Trời ơi, mắc cười quá. Cái mặt nó trời ơi, thấy mỗi hàm răng không đó. Đấy, cười nữa, trời ơi cười nữa nha. Trời ơi trắng bóc luôn. Con ơi xài cái dán răng nào đó con. Rồi con xài cái dán răng nào đó để cô mua cô xài một cái. Quá trời răng sáng rồi, sáng trắng quá rồi. Trời ơi trắng quá. Có xài không? Có xài trắng răng không? Có xài trắng răng không? Là yêu quá. Có xài. Là yêu quá. À? Hả? Nói gì? Là yêu quá. Nhiều lắm. Nhiều lắm hả? Răng nhiều lắm hả? Lôi yêu cô Hằng. Hả? Cái chuyện nói gì mọi người? À, lôi yêu cô Hằng. Trời ơi, mày thảo mai quá à. Mới, Linh mới suối phải không? Linh mới suối phải không? Trời ơi, mày thảo mai. Yêu cái kiểu gì, nói xong một cái quay mắt cái đích đi qua bển giòn gì đó. Trời ơi. Trời ơi, cười, trời ơi, nó cười kìa mọi người. Trời ơi, bị suối phải không? Bị suối hả? Trời ơi, trời. Trời ơi, coi nó kìa. Yêu cô nhiều lắm. Ờ, cô yêu cô nhiều lắm. Cô yêu cô nhiều lắm. Trời ơi, biết rồi. Coi nhìn cái mặt xem đúng yêu thiệt chưa? Hay là bị suối, bị ép? Ôi trời ơi, thôi thôi, không được đâu. Thôi Linh ơi, Linh ơi, Linh ơi, mày bỏ Lôi qua bên đi một hồi là tao nguyên tao cười, tao không làm được gì đâu Linh. Đuổi Lôi qua đi Linh ơi. Ủa Lôi bị gãy cái răng cửa hả? Gãy răng hả? Không biết, không biết mọi người ơi. Không biết à. Đây, rồi, rồi Linh ơi, em đưa lại cái set quà dùm chị nào Linh. Em dơ cái set quà này cho chị nhá. 190 set đây chị ơi, đó ơi. Còn bao nhiêu? 190 chị à. 190, lại hết 10 set rồi, hết 10 set rồi mọi người ơi, 190 set cuối nè, 190 set cuối. Đúng rồi, còn 190 set nữa. Ôi Linh ơi, ngày mai chị còn một phiên live ngày 18 nữa đó. Nếu như mà hôm nay ấy, mà hôm nay mà ví dụ như không có kỳ tích nữa mà bán không hết 190 set này nhá. Cái này là kỳ tích lắm rồi chị ơi. Xin voucher cho em. Ngày mai chị xin voucher cho em. Để cho cái set của em nó còn được rẻ hơn nữa. Nếu như mà hôm nay mà lỡ như hôm đấy. Nhưng mà không biết có kịp không. Chị dám nói như vậy thôi. Không biết có kịp không ha. Nhưng mà hôm nay là đây. Mọi người ơi, cái set này đem có cái giá là bao nhiêu tiền ta? 470 mấy ngàn hả? 478 ngàn. 478 ngàn set này phải không mọi người ha? Rồi đây mọi người, để hàng phiên dịch cái set này cho mọi người lại này. Hàng phiên dịch này, những bạn nào hôm trước chưa nghe hàng phiên dịch nhá. Đây, Linh ơi, đọc cho chị cái set đầu tiên có một cái lời chúc là gì Linh hả? Set đầu tiên là khô heo. Cái này là chúc bạn một năm đại thắng. Đó, khô heo chúc bạn một năm đại thắng. Mọi người thấy nhá, đó, một năm đại thắng. Đó. Ừ, đọc tiếp đi em. À, tiếp tiếp à. Ôi, xế dèo, chúc bạn có một điệp khúc tình yêu. Có bạn một điệp khúc tình yêu mọi người ơi, cái này là nhớ nha. Nhớ là cái ông bà nào mà ta nói đang đang hai vợ chồng đang lục đục đồ đó, ta nói tình yêu sắp tan vỡ vừa rồi 14 tháng 2 chia tay bao nhiêu cặp rồi. Đó, cần nối lại tình xưa thì nhớ mua cái set về này, ăn ngay cái lọ ổ sấy, ăn đúng cái lọ ổ sấy luôn mọi người. Đó, rồi đọc tiếp đi Linh. Cái này là khô gà, chúc bạn có một hạnh phúc viên mãn.
Chúc bạn một hạnh phúc viên mãn mọi người ơi, cái này là nguyên gia đình mình ăn luôn, mỗi người chia nhau một miếng. Nhớ chia ra nhé, một ăn hết một mình là không có còn để chia đâu. Hạnh phúc viên mãn là cả gia đình lẫn tình yêu đều có thể. Ok, tiếp theo đi. Canh leo sấy dẻo, chúc bạn có một đại dương tình bạn. Một đại dương tình bạn đó. Rồi tiếp theo Linh, cái này là hạt điều phô mai, là chúc bạn có một sự nghiệp sáng ngôi. Một sự nghiệp sáng ngời đó, một sự nghiệp sáng ngời rồi. Tiếp theo đi Linh. Ngọc sen, chúc bạn có một tình yêu chung thủy. Rồi tình yêu chung thủy. Sao sao cái nó nghe này năm sau mà có làm nữa thì bỏ cái câu chúc này đi nha. Sao tình yêu chung thủy? Tình yêu chung thủy ý là bây giờ tình yêu không chung thủy hả? Tình yêu không chung thủy mới cần chúc chung thủy chứ chung thủy rồi cần chúc gì chung thủy nữa. Đó, nha. Mới móc đổi câu này đi nha. Đó. Chúc bạn ví dụ như chúc bạn đừng bị cắm sừng đó đó thì nó ngược lại sao dữ hạn chế gì á. Chị không gắn lần của em nó đánh cái vi phạm cái này kệ nó đi kệ nó đi kệ nó đi kiểu như là kêu đang quảng bá cho một cái thương hiệu nào đó mà chị không gắn giỏ hàng, chị đâu có gắn giỏ hàng đâu. À kệ không có sao hết trơn á, cái này người ta chỉ có cảnh báo chị thôi. Cái này là xoài sấy dẻo này, chúc bạn có một bầu trời sức khỏe. À rồi tiếp theo một cuối cái cùng cái này là kẹo dẻo chúc bạn có một gia đình thịnh vượng. Rồi đây mọi người ha, à cái mấy cái lời chúc này thì hồi nãy mà Hằng phiên dịch thì nói để cho nó vui thôi chứ mà hả, thật sự các bạn có thể nhìn thấy khi mà làm ra cái set quà này mọi người ha, để mà mỗi một câu chúc, để nghĩ ra mỗi một câu chúc như thế này thì mình đều cần phải ngồi để mình nghĩ ra à mình ghi cái gì trên đó, nhưng mà cái câu chúc nó chỉ là ở một phần thôi. Các bạn có thể nhìn thấy cái người mà làm ra cái set quà này đặt cái tâm ở trong đó rất là nhiều, bởi vì mình đặt cái tâm ra mình mới nghĩ đến cái việc là ừ làm sao mỗi một phần quà là một câu chúc mọi người ha. Còn bình thường á, mọi người thấy bình thường này, những cái quà bình thường, những cái set quà từng hộp nhỏ như thế này thì thấy rất là nhiều rồi, nhưng mà để mà mỗi một hộp quà nhỏ đều mang một câu chúc như thế này thì riêng cái set của Linh thì Hằng thấy mọi người ha, rất nhiều set bên ngoài Hằng không thấy cái điều đó, mọi người thấy được cái sự tỉ mỉ, thấy được cái tâm mà đặt trong đó rất là nhiều ha. Rồi đây để Hằng có thể là chia sẻ lại một xíu cái này, nếu như mà bạn nào mọi người đã từng nghe rồi thì Hằng sorry mọi người bởi vì làm phiền mọi người nói quá nhiều ha, nhưng nếu như mà bạn nào mà mọi người chưa biết về cái quà này nó là gì và cái mục đích của nó ra ngoài thị trường mang mục đích gì thì Hằng xin chia sẻ lại với mọi người. Thì cái set quà này nó nằm trong dự án, nằm trong cái dự án ủng hộ trong cái việc đó là xây dựng và hỗ trợ chi phí cho trại trẻ mồ côi ở Angola của các bé ở bên châu Phi, nơi mà Linh đang ở mọi người ha, là ở bên châu Phi và Linh đang làm việc và làm thiện nguyện ở bên châu Phi. Thì Linh được các đơn vị chính quyền địa phương ở bên đó đến và nhờ Linh hỗ trợ trong cái dự án mà trẻ trẻ mồ côi đó mọi người ha. Và nếu như đứng ở cái phương diện của Linh với cái độ uy tín của Linh hiện tại thì Linh hoàn toàn có thể đứng ra và với một lời kêu gọi quyên góp, nhưng mà không, các bạn có thể nhìn thấy là Linh không làm như vậy. Linh bỏ tiền của Linh ra và Linh đi sản xuất cái sản phẩm này ra rất là mạo hiểm nha mọi người, và rủi ro rất là cao, nó giống như nếu như mình không bán ra được thì sao, đúng không mọi người ha, giúp chưa được mà còn lỗ nữa đó. Nhưng mà không đứng ra quyên góp mà vẫn chịu cái rủi ro đó, vẫn chấp nhận là chắc chắn sẽ có rủi ro, à chấp nhận cái mạo hiểm đó ha, bỏ tiền ra sản xuất ra những set quà này, bán ra bên ngoài thị trường, thu về lợi nhuận, lấy lợi nhuận đó để đi làm việc thiện nguyện mọi người ha. Đó, và những cái set quà này đáng lẽ là nó hết vào cái dịp Tết rồi, nhưng mà bởi vì do là cái ngày mà Hằng Phi gây với Linh thì nó hơi cận Tết quá, cho nên là shipper người ta ship không có kịp cho khách hàng nữa, cho nên là những cái đơn hàng này đều bị hủy hết đi và không được ship đi cho khách đó. Cho nên đó là lý do tại sao mà hiện tại vẫn còn ở đây, thì ở đây nó đang còn khoảng tầm là 190 set lên ha, 190 set quà này, 180 set. Hôm nay thì Hằng cũng sẽ không có hy vọng quá nhiều, không dám mong cầu là nó sẽ có thêm một cái kỳ tích nào đó ở trên phiên live này. Ở phiên live trước thì khoảng tầm gần 2000 set đi rồi đúng không mọi người ha. Hôm nay thì Hằng không có quá hy vọng ở đây, bởi vì lúc trước đó là ngay cái dịp Tết mọi người có cái nhu cầu để mọi người mua quà Tết, nhưng hiện tại là sau Tết rồi, cái nhu cầu của mọi người đang giảm đi rất là nhiều. Nhưng mà Hằng vẫn thấy được là 800 set của ngày hôm nay đang còn 180 set, tức là đang đã bán đi khoảng tầm là 620 set rồi mọi người ha. À 620 set ngày hôm nay đã bán đi rồi, thì Hằng nghĩ là cái mục đích của mọi người đến với phiên live này, mục đích của những bạn khách hàng mọi người mua cái sản phẩm này, nó không còn ở cái ý nghĩa đó là tặng quà Tết nữa, nó không còn ở ý nghĩa là mình mua về mình đem đi tặng nữa mọi người, để mình xài
xài Tết mình ăn Tết nữa ha. Mà ở đây những bạn khách hàng hôm nay mọi người đang ủng hộ Linh ở đây ấy, thì Hằng nói thật sự với mọi người luôn là mọi người không quan tâm cái gì nữa rồi. Cái mọi người quan tâm là mục đích mọi người mua cái này nó mang lại cái giá trị, cái ý nghĩa gì mọi người ha. Mang lại cái giá trị gì, cái ý nghĩa gì sau khi mọi người mua món quà này. Thì nếu như bình thường á, mình đi mua hàng ấy mọi người, thì mình là một người khách hàng, mình là một người tiêu dùng. Nhưng đứng ở trên phương diện của ngày hôm nay và hiện tại mọi người mua sản phẩm này, thì mình không còn là người khách hàng, mình cũng không còn là người tiêu dùng, mình là Mạnh Thường Quân. Các bạn có đồng ý với Hằng cái này không mọi người ha? Mình là Mạnh Thường Quân, Hằng bị vi phạm cho nên là giới hạn like cho nên tụt view á, không sao đâu, không sao đâu mọi người ha. Đó, bạn nào mà bị đá khỏi cái like của Hằng, mọi người vô trong trang của Linh mọi người coi nhá, của Hằng đang bị giới hạn cái lượt xem rồi. Thì mình đang là một người Mạnh Thường Quân rồi mọi người ơi, mình là Mạnh Thường Quân, mình là người làm từ thiện rồi, chứ mình không còn đơn thuần là một người khách hàng nữa. Ngày xưa mọi người, ngày xưa Hằng chưa, khi mà Hằng chưa có điều kiện nhá, Hằng kêu là phải chi mà mình có điều kiện để mình đóng góp một cái phần nào đó, mình đi mình ủng hộ người ta, phải chi mình có nhiều tiền một xíu, đúng không mọi người ha. Nhưng không sao đâu, các bạn có thể thông qua cái công việc này để mình đóng góp một cái phần, một phần nhỏ ở trong cái dự án này của Linh, thì cũng là mình đang làm thiện nguyện. Nhưng không phải là mình không được gì, mình sẽ nhận về cái set quà này đây mọi người ha. Mình sẽ nhận về cái set quà này là cái thứ nhất, là mình nhận về cái giá trị thực tế, là cái set quà này là cái thứ nhất này. Cái thứ hai nữa là mình sẽ được cái đức mọi người ha. Mình cái tiếng thì mình không có nói ra bên ngoài thì mình sẽ không có liên quan, không biết gì đến cái tiếng rồi, nhưng mình sẽ được cái đức ở trong tâm mình biết trời thấu mọi người ha. Cái giá trị thiện nguyện này này, sản phẩm này không mang giá trị thương mại ở đây, không mang giá trị thương mại mà mang cái giá trị thiện nguyện ở đây á. Không biết là ở bên ngoài các bạn kêu là 478.000 một set hả, gần 500.000 một set, 478.000, ta lấy 478.000 ta đi ra ngoài ta ăn uống no nê không phải đã hơn á, phải không mọi người ha. Hằng không gắn link mọi người ơi, Hằng không gắn link. Mọi người vô trong trang của Linh mọi người đặt nhá, Hằng không gắn link. Đó thì Hằng kêu là ta lấy cầm 400-500 ngàn đi ra ngoài ăn uống no nê, không phải uống trà sữa rồi uống cà phê cà pháo mấy ngày rồi ăn này ăn kia, không phải đã đời hơn ha. Đúng rồi, cái đó mình ăn đôi khi những cái thứ nó ngon hơn, nó thú vị hơn, đúng mọi người ha. Mình thực hưởng những cái thứ mà mình thấy thoải mái hơn, hợp khẩu vị của mình hơn chẳng hạn như vậy. Nhưng mà những cái đó nó chỉ mang cái kiểu như là vui miệng thôi, vui miệng thôi, mang cái tính đó là mình tiêu dùng thôi mọi người ha. Còn ở đây thì nó mang cái giá trị thiện nguyện, mình sẽ đang là một trong những người góp sức trong cái dự án hỗ trợ xây dựng và duy trì chi phí cho cái trại trẻ mồ côi ở bên châu Phi. Mình làm việc thiện nguyện nó khác với việc của mình đi ra bên ngoài mình ăn uống thông thường, cái giá trị và ý nghĩa nó mang lại khác nhau hoàn toàn mọi người ha. Đó, nếu như mà bạn nào mọi người ơi, mọi người có điều kiện ấy, các bạn có thể vô trong trang của Dạ lẽ à? Sao vậy? Thả lắm. Mình biết không? Bị sao vậy ta? Sao lên nó tắt? Vui vậy? Hồi nãy Hằng có PK mà. PK thời gian tao là. Bất khờ nữa. Sao lên nó tắt vậy? Đây này, được rồi này. Sao lại bắt từ ao của chị đấy, bắt giới hạn like ấy. Giới hạn like của chị hả? Đấy. Cho đúng rồi. BK, bật BK là sao? Bật BK là nó không bị giới hạn. PK rồi đó, chị PK lại rồi đó, không sao hết trơn á. Mọi người ơi, Hằng nói với mọi người lý do tại sao mà Hằng không gắn link nè. Các bạn nào mọi người muốn ủng hộ Linh, mọi người vô trong trang của Linh mọi người đặt nhá. Mọi người có thể nhấn vô đó, mọi người đặt giúp Linh là được rồi. Lý do mà Hằng không gắn link, nếu như Hằng muốn gắn link là Hằng đã gắn từ cái phiên live trước rồi, Hằng không gắn link. Bởi vì mỗi mà Hằng gắn link vô đây thì Hằng sẽ được chia hoa hồng. Linh sẽ phải chia cái hoa hồng đó cho Hằng. Cái gì lời mời thi đấu vậy ông Linh? Chị chấp nhận đi. Cái gì? Thì thua thì chị mất thêm thùng táo. Nữa, trời ơi, vô duyên, trời ơi, cái gì vậy? Thì người ta bắt BK là phải thi đấu, chứ không là bị giới hạn đấy. Để hai đứa đấu nhau cái, mọi người ở đâu để bật, đây thi đấu ở đâu đấy? Ai thua thì mất thùng táo có gì đâu. Mất thêm thùng nhỏ cũng được. Trời ơi, ủa là cái này bây giờ làm sao? Bây giờ thi đấu làm sao? Tí ai win thì nó hiển lên.
Nếu mà em thắng thì chỉ mất cho em cái chai dầu gối với là thùng nho. Thi đấu phải có ấy chứ. Thế em thua thì như nào? Ăn thua thì mất thêm chai lăn nách là 6 chai. Trời đất ơi. Mọi người ơi, từ nãy em ngồi em nói tét cái mỏ em ra. Em còn không dám nhấn lên. Trời ơi, không dám nhấn lên. Không dám nhấn lên là mục đích là vậy nè mọi người. Hằng không gắn lên sản phẩm mà mục đích là vậy nè. Là bởi vì á, Hằng mà gắn lên thì Linh sẽ phải trích hoa hồng cho Hằng. Linh sẽ phải trích hoa hồng qua Hằng đây. Nhưng mà cái đã hỗ trợ rồi còn ăn hoa hồng nó kỳ mọi người ơi, nó sai lắm ha. Cho nên là Hằng không gắn Linh là như vậy. Nếu như mọi người muốn đặt đấy, mọi người nhấn trực tiếp vô cái màn hình của Linh nhé. Các bạn nào khách hàng ở bên Hằng, mọi người muốn ủng hộ Linh, các bạn có thể nhấn trực tiếp vô màn hình của Linh và mọi người đặt ở bên Linh là ok đó. Mọi người nếu như có voucher sàn, mọi người áp voucher vô mọi người ha. Đó, còn Hằng cũng Hằng không muốn gắn cái Linh đó ở đây đâu, không muốn mọi người. Mặc dù bên tài khoản của Hằng ngày hôm nay là đang có voucher luôn á. Đang có voucher của sàn. Đây là đang trong cái phiên live của Hằng, trong voucher của sàn Hằng xin TikTok trong cái phiên live của ngày hôm nay ấy mọi người ha. Gắn lên qua bên Hằng thì đôi khi mọi người sẽ được giảm được khoảng tầm 10.000 nữa một set đó. Nhưng mà ngược lại Hằng lại Linh lại phải trích ngược hoa hồng cho Hằng thì cũng như không mọi người ơi, thì nó ấy lắm. Nên là mọi người vô trong trang của Linh, mọi người đặt trực tiếp bên Linh nhá. Chị ơi, táo em hết rồi, táo em hết rồi mọi người ơi. Xong rồi mọi người ơi, Linh ơi còn bao nhiêu set em? Có bán thêm được 50 set gì nữa không? Bao nhiêu set được anh ơi? Hết táo rồi chị ơi. Hết táo tám đời rồi ông ơi. Thế BK này ra kèo tùa táo rồi còn gì nữa. Vô bào trong táo không được đâu. Thế thì cái bánh kẹo nho rồi. Trời ơi, chiều nay nó còn hỏi táo nữa mọi người. Chưa. 153 sẽ nữa. Nó còn hỏi đó. 153 sẽ nữa. Mình gắn gắn thêm vài sẽ cũng được chị ạ. Bao nhiêu em? 180 sẽ à? 153 153 set hả? Chị tưởng đâu bán được 50 set thôi chứ, nãy giờ bán cũng được khoảng tầm mười mấy set rồi hả? 27 set. 27 set hả? Phải không? 153 set. 153 set mọi người ha. Mình gắn thêm được bao nhiêu thì cứ gắn thôi chị nhá. Không cần là bán hết đâu. Tại vì bây giờ cũng quá là tuyệt vời rồi chị ạ. Để mà nói là em mong là em lúc nãy lên là mong là chỉ bán được 200 set đổ về thôi. Chứ thực chất là cực khó, đến giai đoạn này là cực khó rồi. Nhưng mà có vẻ là ok rồi đấy. Vui trở lại đấy. Ông tươi lên rồi đó mọi người. Ông tươi mặt mũi ông tươi lên rồi đó mọi người, ông tươi lên rồi đó. Tại vì cái dịp này là cái dịp hết Tết rồi mà. Hết Tết rồi cho nên là mọi người sẽ cái nhu cầu mà mọi người sắm đồ Tết nó sẽ ít đi rồi ha. Đó. Nãy khóc hả? Có khóc không? Nãy khóc thiệt hả? Khóc đâu. Từ lúc sinh ra giờ đã khóc đâu. Mấy cái bà này có khóc đâu. Khóc đâu mà. Thì là bụi bay vào mắt thôi, nhưng em đâu có khóc. Vậy là bụi bay vào mắt hả? Bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu. Thế đỏ xanh xanh nó trên nhảy là... Chị không cần để ý cái đấy đâu. Không cần để ý đâu, không cần để ý đâu. Đi thua thì em báo. Chị thua thì em báo. Trời ơi. Chị thua thì em nói. Chị thua em báo. Chỉ còn sô cô la. Ôi thế sô cô la cũng hết rồi à? Hết rồi. Hết trơn rồi. Hết trơn hết trội rồi. Gì đấy trời, sao tao không biết đường đâu mọi người ơi. Trời ơi, không biết cây với Linh. Con không biết mặt, không biết mặt. Mọi người ơi, Hằng con không biết mặt mọi người ơi. Trời ơi. Chắc thua rồi đó. Đào nước hoa đi. Thôi thôi mọi người ơi thôi. Không cho đâu. Khẹt sĩ lắm. Nãy xin trai lăn nách mà hả? Nhà tao kêu nhà mấy người đó mọi người, kêu nhà mấy người ai cũng hôi nách hết trơn nha. Đó, ai cũng hôi nách hết trơn á, kêu rồi. Kêu xin nhiều nhiều một xíu không cho. Kêu cho một lọ lăn nách rồi nguyên nhà xài chung. Kẹt sĩ còn hơn cái gì nữa. Kẹt sĩ lắm. Đâu không phải kẹt sĩ. Cái đó mình tính toán mà. Rồi tính toán. Rồi làm sao, ý làm sao còn bào chữa nữa. Rồi xong rồi, chị thua rồi. Đấy, chị xong rồi nha. Xong rồi nha. À thua đấy. Là có cái mặt khóc đó hả?
đâu bên nào Win đấy à. Xong rồi nha, nở một thùng táo nha, không không biết đâu nha, không biết đâu nha. Ủa, trời ơi cái gì vậy? Ủa, cái gì thì mình đang giao kèo rồi còn gì nữa, bên này sao vậy? Để ý bên này đang còn chữ, có chữ Win đây này, không phải đùa đâu này, đây có chữ Win đây chứ cái gì nữa. Em 10.120 điểm mà chỉ có à, ừ, 9.736 điểm. À cái chữ quy màu vàng đó mọi người, chữ quy màu vàng đấy, đó. Ủa là mất thùng táo hả? Ê, ủa là cái gì, là mình vô cái này hồi nào người ta, trời ơi sao vậy? Đâu cái này nó kiểu là vào đây rồi thì nó tự BK. Đấy, thắng thì được cái gì, thua thì mất cái gì, đấy kiểu kiểu ấy, yêu cầu là có. Cái này là sàn TikTok nó tự đưa ra cho mình rồi. Ủa hồi nãy người ta hỏi ở trên là cái gì, sao mày không cho tao coi? Hồi nãy đừng hỏi coi, ủa ở trên là cái gì đó? Rồi sao mày nó kêu, bà không cần quan tâm ở trên đâu. Lúc nào thua thì báo, rồi không biết được, không biết luôn. Thì thua thì phải trả keo, trả bánh sô-cô-la chứ. Trời ơi, trời đất ơi, trời. Không có trời bây ơi, giờ thì sao có. Giờ, nãy giờ tao nói tét cái vỏ tao ra. Rồi không sơ muối được cái gì hết trơn. Và tự nhiên đi vô làm sao mà tự nhiên bà xanh bà đỏ rồi một hồi mất luôn thùng táo. Trời ơi, một hồi bà xanh bà đỏ, mất thùng táo, mất luôn thùng táo. Dễ sợ mọi người ơi. Đó, không giỡn nha, không có giỡn đâu mọi người. Hai thùng táo anh gửi đi cho ổng rồi đó. Dễ gì mà giỡn. Hai thùng cơ à? Hả? Cái gì? Sang xem Trung Quốc dễ không chị ơi? Sắp tới về Việt Nam qua tham quan chỉ có cái xe gì nhỉ? Xe gì mà thấy hay đi du lịch đấy nhỉ? Thôi đừng có sang. Không, thì hỏi thôi. Hỏi thôi. Hỏi để review thôi. Chứ không phải thôi, 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 thôi. Thôi, mọi người ơi. Trời ơi, nó kèo gì đấy cả. Không có kèo gì đấy cả. Chỉ là hỏi sang Trung Quốc có dễ không thôi. Là sang chỗ gì? Chứ không sang Trung Quốc rồi hỏi sang làm cái gì? Thì hỏi sang có dễ không? Thì, rồi không sang rồi hỏi sang làm gì? Rồi không có mục đích sang hỏi sang làm gì? Em có đưa bản gần gần chỗ chỉ mà. Thì trời tiền qua thân mà bản em thì em qua. Đá cái xe một hồi nha mọi người, một hồi nó qua nó vác cái xe cẩu qua, một hồi nó cẩu cái xe vậy luôn. Cẩu cái xe vậy luôn mọi người. Nó cẩu cái xe đi đó vậy luôn nè. Trời nhiều, đất ơi. Nhiều chức năng như thế sang để review cũng được mà. Ý là bản em cũng ở gần 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 chỗ chị ấy, bản em cũng gần ở ở gần chỗ chị ấy, là em đây cũng Châu. Qua đấy thì em ghé qua nhà chơi đấy, thăm gia đình. Còn em thì em không lấy gì đâu, em không lấy gì đâu, sang đấy tặng cái gì thì em lấy, tự nhiên em thì đi xin cái gì mới nói cái gì đó. Ý là nhắc nhẹ là qua đó tặng cái gì thì lấy cái đó rồi hả? Mới nhắc nhẹ hả? Tặng chứ em làm gì, xin làm gì? Sang bên chị rồi chưa, thì đâu chị còn chưa có nói chị tặng cái gì cho Linh. Nó đã nhắc em rồi đúng không? Nó đã nhắc rồi, nó đã nhắc nhẹ rồi đó. Chị tặng cái gì thì em lấy thôi chứ còn em làm sao mà dám xin cái gì, đúng không? Sắp tới em về Việt Nam thì em ghé qua đấy đi chơi một chuyến. Đấy là tiền vào trong nhà chị thăm gia đình chị. Quà cào quà cáp không quan trọng, cho cái gì cũng được, không cần em mới lôi về mà, em mới lôi đi mà. Ừ thế còn lôi nữa. Trời ơi, thằng cái tơ nó đã là lôi rồi, nó qua nó lôi hết đồ cho chị về. Trời ơi mọi người ơi, nó đưa thằng lôi đi để nó lôi cái xe về đó, để nó lôi mấy tấn táo về luôn đó. Đưa thằng lôi đi là có mục đích rồi mọi người ơi, cái mục đích nó rù lù lù cái tên thằng lôi luôn. Trời ơi, cái mục đích nó lù lù trên cái tên thằng lôi luôn mà tao nói là thôi con ở nhà đi lôi, con ở nhà đi, không có được đâu, để cho chú Linh qua thôi đó. Xin cô à. Trời ơi, chị xin cô à vậy? Trời ơi, cô nói nãy giờ cô nói cô cho con gì vậy? Nãy giờ cô nói cho con gì sao cô không nhớ? Cho con gì sao không nhớ? Sao xin nhiệt tình như vậy? Trời ơi. Hả? Xin cái gì? Thích cái gì cô cho cái đấy? Nói đi. Hả? Thích cái gì? Xin cái gì thì cho, cô cho. Ăn sô cô la nhá. Sô cô la kêu nắng rồi. Sô cô la. Ăn sô cô la không?
Ô tô à? Chị Linh hả? Mày phiên dịch chị Linh. Cái gì? Ô tô. Ô tô. À xin ô tô hả? Xin ô tô hả? Ô tô to, ô tô nhỏ. Ô tô này. Ô tô như nào? Ô tô to hay nhỏ? Ô tô to hay nhỏ? Này này. Sao lại nhỏ như thế được? Ô tô. Nhỏ được xin đồ chơi. Tao mà lên xuống rồi nó xối nè. Ô tô từ này đây đó. Thế thì xin làm gì? Thật sự要我送一个小车，送一个小车。哎，属于啥？嘛，对，属于啥？属于啥？干巧克力。啊，哦，巧克力。巧克力，再空脑哎，干巧克力，对吗？你呢？你呢？我送你呢。吃干巧克力，对吗？ăn không? Ăn không? Lô thích ăn chocola không? Lô không thích ăn chocola? Gì? Gì á? Linh bớt đá lông nheo lại em. Để cho thằng bé nó cái gì ta phát biểu tự nhiên em. Mày đá lông nheo hơi nhiều. Hả? Đi ăn gì con? Cơ kìa. Bỏ cái đầu ra khỏi màn hình để đá lông nheo nhỏ phải không? Xe. Lái xe. Cái gì? Xe gì? Xe ô tô. Chúng cô là ngon không ăn được ô tô gì cơ. Trời ơi. Ý là cái xe di động đúng không? Dạ. Cái xe di động đúng không? Dạ. À phải cái xe to to mà di động đúng không? Dạ. À đúng rồi. Xin cơ à. Vòng tay lái. Xin cơ à. Mọi người coi chưa? Nó cái mặt nó gian, cái mặt nhìn nó ngây thơ vậy mà nó gian dễ sợ cho mọi người, nó xúi thằng lôi đó. Coi nó xúi thằng lôi đó. Nó kêu đi qua Trung Quốc rồi xách lôi theo mọi người đi, nghe cái mùi một cái là thằng biết có mục đích rồi. Kêu đi qua Trung Quốc là ghé chơi, ghé nhà chơi là thấy có mục đích rồi đó. Kêu mới đầu mới qua thấy xong rồi kêu xách lôi qua là biết có mục đích ngay liền qua bắt đầu lôi nha mọi người. Nó xách thằng lôi qua để lôi cái xe về. Đó, mục đích của nó thăm, là nằm ngay trên tên thằng lôi mà. Gia đình thôi. Quà cáp gì? Sang đấy thì nghe nói là có cái gì nhỉ? Cái gì mà sâm nhỉ, cái gì nhỉ mà người ta hay đào đấy nhỉ? À đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo, đúng rồi. Trời ơi, Linh ơi, cái đó không có ngon đâu. Đó dở lắm, cái đó rẻ bèo à, em. Cái đó rẻ bèo à. Còn em cứ thấy ở bên Trung Quốc đang hot mấy cái đấy. Cái đó rẻ lắm, trời ơi, em đòi cái gì mắc một xíu đi em. Mắc cái gì nó rẻ dữ lắm. Vâng, thôi thì cứ sắp tới nếu mà có hẹn thì em qua em thăm tiền thôi nhá. Tiền đường qua thăm chỉ một... Tiền ấy, tiền đường ấy. Làm đấy mình, là mới... Qua thăm chỉ với gia đình đấy, với em thì là chị Dương, đấy. Ơ thế đó là tiền đó hả? Là tiện là cỡ đó rồi đó hả? Rồi khi nào mà sang, ý là không tiện á, là sang là có mục đích, có nhu cầu là cỡ nào? Rồi tiện là cỡ đó rồi. Sang là không có mục đích gì cả, chỉ là đi tiện đường qua đấy. Đi tiện đường qua cái thành phố đấy, thì mình ghé vào nhà chỉ chơi, đấy. Ừ, lôi mấy thùng táo, lôi cái xe. Ờ, xe đây. Lôi lên nè kìa. Tao lên là tao lên. Tiếc lắm. Hả? Cái gì lắm? Cái gì lắm này? Cái gì lắm? Nói gì? Tiếc lắm.
À, xinh lắm hả? Kêu cô xinh hả? Trời ơi, tặng cho Lôi hai thùng sô cô la, tặng cho Lôi hai thùng sô cô la luôn. Không phải, bảo là thích lắm. Phải xinh lắm không? À, thích lắm hả? Thích lắm thôi, chứ không phải xinh lắm đâu. Lấy hai thùng sô cô la lại, nghe lộn. Nghe lộn, nghe lộn, nghe lộn nha. Hai thùng sô cô la lấy lại. Đó. Tưởng đâu khen xinh lắm, thích lắm. Ý là tặng cái xe rồi đi qua lôi cái xe về thích lắm phải không? À đấy thiệt lắm, thiệt lắm. Ừ, phải nói xinh lắm rồi chứ. Phải nói xinh lắm ha. Xinh lắm. Thôi quay lại cái set tốt đi em ơi, đưa cái set tốt lên chị xem nào. Cái set tốt lên nào. Còn vẫn còn 140, à đâu, xuống còn 145 suất nữa. Còn 145 set. 145 set này chị nghĩ là ngày mai vô trong cái live của chị đi. Ngày mai trong cái live của chị thì chỉ có cái voucher. Nếu mà ngày mai mà có thêm voucher ở bên chị nữa thì khả năng là ok đấy. Chứ em nghĩ tầm này là cũng khoai đấy. Ngày mai chị xem voucher, ví dụ như cái set này của em là 400, 458 thì cái voucher như được giảm cũng khoảng tầm 5-60 ngày quá. Cao thế à? Ừ, cái voucher chị xin lên TikTok á. Kinh thật. Ừ, khả năng là được 5-6 được giảm cỡ đó đó, chị nghĩ là khoảng tầm đó đó ngày mai. Ngày mai. Còn 120 set thôi đúng không ha? 145. 145 set đúng không ha? 145 set. Đó. 446 thôi. Áp mã giảm có 446 phải không mọi người? Áp mã giảm 446 ngàn hả? Phải không? 446 ngàn. Có bạn nào được voucher không mọi người ha? Mọi người ơi, mọi người giúp Hằng vô trong trang của Linh. Mọi người kiểm giúp Hằng với cái set của Linh đang cầm á. Set mà Linh đang ghim á. 438 ngàn mọi người ha. 438 ngàn cái set này. Giá gốc của nó là 478. Có bạn có voucher thì còn 438 mọi người ạ. Gốc là 598 cơ. Nay là em có voucher mà 120k đấy. Tổng là 120k đấy. Ừ, bình thường cái set này giá gốc của nó là 500 mấy lận mà hiện tại giá của ngày hôm nay đang là 478 ngàn mọi người ha. Đúng rồi, 478 ngàn cái set này, có voucher thì sẽ rẻ hơn. Còn không thì sẽ là trung bình là 478. Nói chứ cái set này ấy, mọi người, cái set mà Linh đang cầm đây ấy, thì mọi người, nhiều bạn mọi người cũng quen thuộc rồi. Đáng lẽ là hết từ hồi Tết rồi mà lý do tại sao lại bây giờ vẫn còn. Lý do bây giờ vẫn còn này mọi người là bởi vì do sát Tết quá, shipper họ quá tải đơn, họ ship không có kịp với mọi người, cho nên là những cái đơn hàng mà cận Tết là bị hủy hết trơn luôn, bị dịch vụ họ hủy hết, là không có ship đi cho khách hàng được các mọi người ha. Đó, cho nên là đó mới là lý do mà còn số lượng của mấy cái set quà ngày hôm nay đây. Thì cái set quà này hiện tại nó cũng không phải là còn quá nhiều, nhưng mà Hằng biết là bởi vì cho tới cái thời điểm hiện tại rồi thì nó đã hết Tết rồi. Hết Tết rồi, đáng lẽ nó không còn quá nhiều đâu mọi người. Còn khoảng tầm là 145 set là nó cũng đã kết thúc rồi. Thì Linh cũng sắp sửa được hoàn thành cái dự án này rồi. Bởi hết 145 set là sẽ hoàn thành dự án mọi người ha. Thì cái này, sản phẩm này này, để Hằng chia sẻ lại cho những bạn nào mà mọi người chưa biết về cái dự án này nhá. Thì nó là nằm trong cái dự án là hỗ trợ cái vấn đề về chi phí để xây dựng và duy trì cái trại trẻ mồ côi ở bên Angola, là ở bên phía châu Phi mà chỗ mà Linh đang hoạt động mọi người ạ. Thì Linh là được cái đơn vị ở địa phương của mọi người, người ta đến để người ta nhờ hỗ trợ cho cái dự án đó, nhờ sự giúp đỡ của bên Linh đó mọi người. Nhưng mà Linh thì cũng không có đứng ra để kêu gọi quyên góp, thì các bạn thấy rồi đó, cái việc mà từ thiện của Linh nó sẽ khác hoàn toàn so với việc từ thiện khác. Là đôi khi thay vì người ta đi quyên góp đúng không ha, mình không thể nào mà mình trích hết tiền của mình ra được, tiền của mình làm sao có thể từ trên trời rơi xuống được mà mình có thể cho hoài đúng không mọi người ha. Mình phải có, nếu như mình không quyên góp thì mình chỉ có thể đó là tìm một cách gì đó để kiếm tiền và lấy cái tiền đó để làm thiện nguyện. Thì Linh không chọn cách quyên góp mà Linh chọn cái cách đó là lấy tiền của mình ra đầu tư vào một sản phẩm nào đó, bán sản phẩm đó ra, lấy số tiền đó để làm thiện nguyện. Thì mọi người có thể thấy Linh thiện nguyện ở bên châu Phi không phải là 1-2 năm nữa rồi, rất là lâu rồi, mà để có thể phát triển cái khu vực mà Linh đang ở nó mạnh và nó giúp đỡ cho người dân châu Phi nhiều được như vậy thì không thể nào mà một vài đồng có thể được đúng không mọi người ha. Đó, cho nên là cái này nó là nằm trong cái dự án đó, lấy lợi nhuận của nó để hỗ trợ và xây dựng cái trại trẻ mồ côi, hỗ trợ vấn đề về chi phí đó ở bên châu Phi mọi người ha. Rồi, hiện tại đang còn khoảng tầm 145 set, thì Hằng cũng biết là những bạn nào mọi người không có nhu cầu chắc chắn mọi người sẽ không mua.
mọi người sẽ không mua nó nữa và sau cái Tết rồi mọi người ha. À, nhưng mà cái sản phẩm này mọi người ơi, hiện tại thì nó không mang giá trị về thương mại, nó mang cái giá trị về thiện nguyện. Thì để mà nói về thiện nguyện rồi thì mình không cần phải nói là ở thời điểm nào mọi người ha. Thiện nguyện thì nó không cần thời điểm, thiện nguyện thì nó không cần phải đúng lúc mọi người ạ. À, chỉ cần lúc nào mà cái tâm của mọi người muốn làm là mọi người sẽ làm thôi. À, chỉ cần lúc nào mà mọi người ơi, mình có cơ hội để mình làm cái điều đó, mình có thể cho đi được và mình có cái điều kiện để mình cho đi được á, thì mình sẽ cho đi thôi. Chứ không có cần phải đúng thời điểm, đâu có cần phải trước Tết hay là sau Tết đâu ha. Mặc dù cái set này đúng là nó là cái set quà Tết, nhưng mình có thể thay thế nó đi, bởi vì set quà mọi người ơi, cái set quà này nó chỉ là cái tên thôi. À, mục đích mình sử dụng nó trong cái nhu cầu gì thì nó sẽ mang một cái tên khác. À, ví dụ như ngày Tết mọi người mua cái set quà này, mọi người đi tặng quà Tết, nó sẽ là set quà Tết. Nhưng nếu ngày hôm nay mọi người ha, Linh ơi, em bật cái PK lên không xíu, chị sợ vi phạm em ơi. Nhưng em bật cái đấu lên không xíu, chị sợ vi phạm. Vua là bất tin tạo đó. Nhìn quá, đó. Xong rồi nếu như mọi người, nếu như mà sau Tết rồi thì sắp tới nó là rằm mọi người ha, ngày rằm tháng giêng, thì các bạn cứ cho nó đây là một cái set quà rằm đi, set rằm đi cũng được. À, ngày rằm tháng riêng, rằm tháng giêng thì bây giờ là ngày 15 âm, mà hôm nay là ngày bao nhiêu âm đúng ly trên tên tôi rõ họ. Ngày thứ ba. À, hôm nay là ngày 8 mọi người ha, khoảng tầm một tuần nữa thì nó đã tới ngày rằm rồi. Cái ngày rằm á mọi người ơi, thì các bạn cũng sẽ biết luôn là thông thường mình hay đi lên chùa mọi người ha. Lên chùa, những cái người mà hàng không nói phải nói là tất cả, nhưng mà phần lớn và phần đông những người mà tới những ngày rằm luôn luôn hay đi lên chùa để cúng bái này, cầu nguyện á mọi người, luôn luôn người ta có một cái tâm rất là thiện mọi người ha. Đó, thì ngày rằm á thì thông thường là mình hay đi thả cá, mình phóng sinh để mình tích đức, đúng mọi người ha, mình làm việc thiện nhá. Rồi mình hãy làm những cái việc thiện vào ngày rằm, thì mặc dù ngày rằm chưa tối nhưng mà việc thiện nó không đợi thời gian, các bạn có thể làm từ bây giờ cũng được. Nếu như ngày hôm nay á mọi người, thay vì á mình có thể đi ra bên ngoài mình ăn uống cũng được, mình mua những cái này mua những cái kia đó, mình tiêu xài 400-500 ngàn cũng được, đó là quyền lợi của mọi người ha. Nhưng mà đối với ngày hôm nay, đối với cái sản phẩm này nó không còn mang giá trị về thương mại, nó mang cái giá trị về thiện nguyện. Đối với khách hàng vào ngày hôm nay mọi người mua sản phẩm này, mọi người không phải là người khách hàng nữa, mọi người cũng không phải là người tiêu dùng nữa, các bạn là mạnh thường quân, các bạn là người ủng hộ dự án mọi người ha. Mọi người là mạnh thường quân, mọi người là người trao đi cái trái tim của mình, trao đi cái sự lương thiện của mình và ủng hộ và giúp đỡ ở Linh trong cái dự án này. Và cái dự án này nó không còn mang cái giá trị của một mình Linh nữa mọi người. Các bạn nào mọi người có thể ủng hộ Linh, các bạn có thể nhấn vô trong trang của Linh nhé. Hàng không gắn Linh bên hàng, bởi vì hàng gắn bên hàng thì Linh sẽ phải trích hoa hồng cho hàng, nên là mọi người nhấn vô trong trang của Linh để các bạn có thể ủng hộ cái set quà này cho Linh, 478 ngàn một set. Nếu như mọi người có voucher Advo sẽ rẻ hơn mọi người ha, còn không các bạn có thể mua trực tiếp trên trang của Linh giúp hàng nhé. Thì nó sẽ không còn, mọi người ơi, mình không còn là khách hàng nữa đâu. Mọi người đừng đặt mình vào tâm thế của khách hàng nhá. Mọi người không cần phải so sánh là nó thế này nó có đủ cái giá trị đó không. Mọi người ơi, 400 mấy này mọi người cho đi, mọi người nhận lại được nhiều hơn thế. Mọi người nhận lại là một cái giá trị thực của set quà là như thế này, hàng không nói nhá. Mọi người nhận lại được cái đức về sau nữa nè mọi người ha. À, nhận lại được những cái sự cảm ơn ở trong lòng của team của Linh, của Hằng và của người dân ở bên châu Phi, mặc dù không thể nào đứng trước mặt của mọi người để nói cái lời cảm ơn đó, nhưng họ luôn luôn biết ơn và có cái muốn nói ra cái lời cảm ơn, và họ luôn luôn biết ơn mọi người ha. Đôi khi mình làm việc thiện mình không cần cho người ta biết mình là ai đấy, cho nên là hôm nay mình là không phải là người khách hàng, mình không đứng trên danh nghĩa người khách hàng mà đứng trên danh nghĩa của một người đi làm thiện nguyện. Nếu như từ trước đến giờ mọi người luôn mong mỏi là mình có một cái cơ hội nào đó để mình có thể đóng góp một phần nhỏ nào đó cho xã hội mọi người ơi, thì ngày hôm nay mình có thể làm được cái việc đó ngày hôm nay mọi người ha. Mình ngoài ra mình đem set quà này mình về mình cúng ở trên gia đình mình ngày rằm cũng được mà. Cúng xong rồi cái mình để mình sử dụng, mình ăn, ở trong đó là trái cây sấy này, rồi khô gà này, mình để nhà mình sử dụng cũng được mọi người ha. Đó, thì các bạn có thể nhấn vô trong trang của Linh nhé, nhấn vô trong trang của Linh, mọi người đặt cái set quà này ở bên trang của Linh cũng được. Đây, set quà này nó mang cái giá trị ý nghĩa giống như hàng mới chia sẻ đó. Và ngày hôm nay thì khoảng tầm là 600 set đã được bán ra bên ngoài rồi, tổng cộng là có 800 set mọi người ha, 800 set cuối và 600 set đã được bán ra bên ngoài rồi. Thì hiện tại thì Hằng cũng sẽ cảm ơn những bạn nào mà mọi người đã ủng hộ, bởi vì Hằng sợ xíu nữa mọi người đi ngủ mất tiêu chưa kịp cảm ơn nhá. Thì Hằng cảm ơn những bạn nào mọi người đã ủng hộ Linh và cái sản phẩm này trong cái phiên live của ngày hôm nay, bởi vì thật sự là nếu như ngày hôm nay mà mọi người đã ủng hộ rồi thì Hằng biết luôn là mọi người không quan tâm đến nó mắc hay nó rẻ nữa rồi, mọi người không quan tâm nó ở bên trong nó chứa cái gì nữa rồi, mà cái mọi người quan tâm đến là cái mục đích của cái set quà này nó mang cái ý nghĩa gì ha. Mục đích của mọi người là
mục đích mua sách quà này là để làm gì? Để làm thiện nguyện. Mọi người ha, Hằng cảm ơn mọi người rất là nhiều. Với cả thêm một cái nữa này, chị nói Linh ơi, cái dự án của Linh của lần này á, thì nó không phải là mang ý nghĩa của một mình Linh và một mình team của Linh nữa đâu. À, nó sẽ mang cái ý nghĩa của cộng đồng, đúng không hả? À, nó mang cái ý nghĩa của cộng đồng, của cộng đồng, của các bạn, của các bạn fan và các bạn khách hàng của ở Việt Nam, mang cái ý nghĩa đó, nó không còn mang giá trị của một mình Linh nữa mọi người ha. Thông thường Linh làm những cái giá trị thiện nguyện khác ha. Đó thì ừ, đúng là Linh, nhưng mà hiện tại ở đây à, mặc dù mọi người ơi, khi mà không đứng tên của người nào đó, không đứng tên một cá nhân nào đó mọi người ha, nhưng mọi người là một trong những người góp sức để hoàn thành cái dự án này, thì nó sẽ mang cái ý nghĩa đó là giá trị cộng đồng mọi người ạ. À, cộng đồng Việt Nam mình giúp đỡ cho team cho bên Angola. À, nó sẽ mang cái ý nghĩa như vậy nữa chứ không còn giá trị của một mình Linh nhá. Mọi người ha. Rồi, các bạn có thể vô trong trang của Linh này, mọi người đặt cái set này nếu như mọi người có điều kiện, còn nếu như bạn nào không có điều kiện các bạn có thể chia sẻ đi cái giá trị này giúp Hằng là được rồi mọi người ha. Chứ không nhất thiết là mình bắt buộc mình phải mua thì mình mới là cái người ủng hộ mọi người ơi. Mình ủng hộ về giá trị tinh thần, em thua nữa rồi đó. Mình ủng hộ về giá trị tinh thần cũng được. Mình có thể chia sẻ đi cái câu chuyện này, mình chia sẻ đi cái ý nghĩa này, để nếu như một ai đó ở gia đình mình nhìn thấy cái set quà này là họ sẽ biết luôn mục đích của set quà này ra đời là ở mục đích gì. Mọi người ha, đó, nó không mang giá trị thương mại mọi người ha, nó mang cái giá trị thiện nguyện nè. Rồi cái set này ở bên trang của Linh hiện tại đang có cái giá là 478.000 một set mọi người ơi. 478.000 một set nhá. À, nếu như bạn nào mà mọi người có voucher mọi người cứ áp vô. Nếu như không có voucher thì giá của nó trung bình sẽ là 478.000 một set, và bên trong sẽ có 8 vị và có 8 hũ. Mỗi một hũ nó sẽ có một cái lời chúc riêng biệt, và ở trong một cái set quà như này sẽ có một phong bao lì xì bốc thăm trúng thưởng. Và phần quà mọi người ơi, phần quà này là một cái miếng vàng vàng thật, trên đó có logo của Quang Linh. Logo Quang Linh. Cái miếng vàng này mọi người ơi, miếng vàng này là cái miếng vàng thiệt nha. Giá trị của nó là 6 triệu đồng. Đó. Và cái trong cái phong bao lì xì này nó sẽ có một cái mã số. Nếu như mà kết thúc khoảng tầm hiện tại đang còn khoảng tầm 145 set nữa. Khi mà bán hết 145 set này rồi, khách hàng đã nhận hết rồi đó mọi người ạ. Thì bắt đầu sẽ quay số, quay số để bốc thăm đó mọi người, bốc thăm trúng thưởng. Nếu như cái số ở trong cái phong bao của mọi người trùng hợp với cái số quay ngày hôm đó, mọi người sẽ nhận về cái phần quà này mọi người ha, nhận về cái phần quà mà phong bao lì xì này đó mọi người ạ. 6 triệu, trị giá 6 triệu các bạn nhận về đừng vứt đi mọi người ha. Rồi thêm nữa này, khi mà mọi người mua về cái set quà này ấy, mọi người thì Hằng biết mà ở bên ngoài kia thì nó sẽ có những cái thứ mà đôi khi nó ngon hơn, nó hợp khẩu vị hơn, nó giá trị hơn phải không mọi người ha, hoặc là nó vừa rẻ mà lại vừa ngon hơn chẳng hạn như vậy đó. Nhưng nó đang mang cái giá trị về buôn bán, về thương mại, còn cái này thì nó lại khác ha. Rồi nếu như mọi người nhận về, các bạn có thể chia sẻ nhiều hơn giá trị của cái phần quà về cái món quà này cho người thân của mình, gia đình của mình, là mục đích tại sao mọi người mua cái phần này mọi người ha. À, đôi khi nó chỉ là vài trăm ngàn như thế này thôi, nhưng mà mình mua để mình ủng hộ, mình mua để mình làm thiện nguyện thì người ta sẽ nhìn mình với một cái con mắt khác, người ta suy nghĩ, người ta người nghe mọi người, người ta sẽ nghĩ về mình với một cái tư tưởng khác, hoàn toàn khác liền mọi người ha. Mình đang làm thiện nguyện đó. Thì gây lại đi hả, thua nữa okay, hả chị... Ok chị ơi, chắc là cho chị nghỉ ngơi đi, còn ngày mai chị đang còn phiên live nhiều nữa thì còn đâu em còn bao nhiêu set, em còn bao nhiêu set đây, em đang hỏi xem bên bên nhà đầu nhà xem bao nhiêu set nữa. Thua nữa rồi hả? Cái này để ngày mai em like cho mấy chục set cũng được. Chứ căn bản chỉ nói nhiều như thế sợ mai em mệt đấy. Bấm liệt mà chị vẫn thua hả? Trời đất ơi. À, thua à? Trời đất ơi, coi kìa nó thua cái mắt nó sáng rực đi kìa mọi người. Xem nó báo gì? Báo gì nữa? Thì táo hết rồi thì bao gì nữa, sô cô la thì cho rồi á, mấy đồng ý cho sô cô la rồi đấy, cho sô cô la còn gì nữa, ở đấy là đó, vẫn nhớ là được rồi, vẫn nhớ là được rồi, sô cô la cho lôi thì... thế có cho lòng nát cho chị không? Có mà, em gửi mà, nhớ gửi nha. Tôi gửi không thấy hỏi địa chỉ, trời ơi, tao nó gửi hỏi nó mồm không mà chưa thấy hỏi địa chỉ nha. Mọi người ơi, em bóc phốt nha mọi người. Kêu ừ có. Chưa thấy hỏi. Chị Hằng ơi, địa chỉ em phải không? Em hả? Gì? Lại đây. Lại đây, đứng đây nói cái gì? Nó xe ô tô. Xe ô tô. Xe ô tô. Cho luôn xe ô tô không? Xe ô tô. Ô tô luôn à? Dạ. Ồ,
Xin ai? Có ai cho đâu? Ai cho đâu mà? Có ai mất nét rồi, lên mất nét cho mọi người. Ừ, như thế nào? Ai cho đâu mà? Cái gì? Cái gì? Lê xin cô ăn à? Hả? Ta cho đâu mà xin? À? Gì? Gì? Mọi người còn lên mất nết cho mọi người. Rồi chắc là để ngày mai bán nốt đi chị nhá. Mai em bán. Ừ. Vâng, chắc là để ừ, ngày mai có gì tối em hú cho chị. Nếu như ngày mai chị có tiếng rưỡi đấy nhỉ? Tiếng rưỡi rồi. Có báo số lượng chưa? Báo số lượng chưa? Chị đỉnh thật, quá đỉnh. Báo số lượng chưa? Còn bao nhiêu xe? 120. 120 set nữa phải không? Cố gắng ngày mai nhá. Cố gắng ngày mai em luôn. Cố gắng đẩy nốt 120 set. Thì cái dự án này là chắc là sẽ cũng là chốt xong rồi. Bọn em bù tiền vào mà. Chứ mà bây giờ là bán kiểu giảm giá ấy. Vì lý do là bây giờ set nhiều quá cũng không biết làm cái gì cả. Ừ, nên là bán rồi. Được set nào thì hay set đấy. Mà ngày hôm nay thấy chị trong đầu em nghĩ là chỉ có chị mới bán thôi chứ còn em thì em thì buông rồi. 7 năm set, 8 năm set đấy là em buông rồi. Em nghĩ đầu là bây giờ phân chia như nào, chia đi đâu đây. Hôm nay thực chất là rất là vui. Rất là cảm ơn chị và cũng như là tất cả mọi người ở bên kênh của chị và cũng như là mọi người đã mua ủng hộ set Tết. Nhưng tuy rằng hết Tết rồi nhưng mà vẫn mua ủng hộ set. Thì rất là cảm ơn và biết ơn. Ok, thì có gì... Tết năm sau em bán tiếp thì em lại như chị tiếp. Có gì Tết năm sau em bán tiếp. Mọi người thấy chưa? Nghĩ là nói thế thôi chứ năm sau thì mình sẽ like sớm hơn một tí đấy, nói cho chuẩn như thế. Nó kéo khách từ năm nay mọi người ơi. Năm sau bán mà kéo khách từ năm nay mọi người thấy chưa? Dễ sợ, coi dễ sợ chưa? Dễ sợ. Rồi, không giờ đối tặng lăn nách nước hoa quần áo nhà mình thiếu gì đâu đó là ủa cái lăn là... mà nó nghe thì nên chị hỏi cái mà chị nghe mấy bạn nói năng lăn nách đó lên mà cái lăn nách đó là sao là chị hôi nách hả chứ không phải là mấy không. Cái lăn bình thường đó hả không phải lăn bình thường đâu cái là dược mỹ phẩm chị ạ à dược mỹ phẩm là phải hôi nách mới xài được à thì em nó hỏi chắc chắn thì em mới gửi chứ tự nhiên có phải là lăn để cho thơm người đâu cái này không phải mùi đâu đấy thì phải xác định chính xác là hôi nách thì mình mới gửi được là ngăn mồ hôi báo chị viết, hôm qua thấy báo viết rồi đây hàng du mục bị hôi nách đây là quang linh tặng hôi tặng lăn nách đây chỉ chứ nào quá trên kênh 14 này thì em mới hỏi chị chắc chắn mình làm sao mà ấy được bây giờ báo cái gì người ta viết lung tung nó ảnh hưởng thật đấy không đùa đâu trời ơi cái bà kênh 14 rồi có đi vô xác nhận thông tin người ta chưa rồi viết lên rồi trời ơi thì báo mà báo thì chả trễ trời ơi thì tưởng đâu là nó kiếm cớ để nó không gửi cho mình nó hỏi có hôi nát không thì gửi tưởng đâu nó kiếm cớ là đâu ai mà biết thì nhận bừa thì kêu là hôi nát hôi lắm hôi rình hôi rúm lên đó rồi đã lên báo rồi sao mà nhanh dữ thằng thì trời thế là không hôi nay thật à hôi gửi đi gửi à, gửi vẫn đi hôi đúng không gửi. Vẫn hôi đúng không gửi đi lỡ rồi trời ơi, có tiếng không có miếng, bây giờ quất luôn mọi người ơi. Hồi lắm, trời ơi, hồi rình rồi, thôi quất luôn. Gửi qua nhớ gửi nha mày. Trời Đài ơi, trời. Thế bên đấy mấy giờ chị? Ừ, bây giờ bên đây mấy giờ ta? 11 giờ 24 phút. Để hôm sau nhá, để gửi cho ông Lôi cuối tháng nè. Đây, cuối tháng sô-cô-la về, gửi cho ông Lôi 2 thùng sô-cô-la. Ăn cho cái răng nó bớt trắng vẫn lại là cái chứ răng nha, ta mới cười thấy nguyên hàm răng thấy mỗi hàm răng thôi hả vẫn là cái địa chỉ đấy à, cô ăn người gì của chú số cô la vẫn là cái địa chỉ đấy trời ơi
Nói gì nói. Cảm ơn chứ. Cảm ơn chứ. Ô tô. Quả lại ô tô à? Hả? Cho sô cô la mà. Ô tô. Cái gì nó nói cái gì? Ô tô. Không, sô cô la. Ô tô. Ô tô. Trời ơi, có gửi ô tô cho luôn. À Lôi, có gửi ô tô cho Lôi nhá. Dạ. Cảm ơn đi. Một tay lại cảm ơn cho đàng hoàng nào. Cảm ơn cô. Trời ơi mày giật mặt cô hả Lôi? Trời ơi cảm ơn cô gì đâu mà dữ vậy, sao cọc dữ vậy con? Cảm ơn mày cười lên chứ. Ơ. À. Nói là mày cười lên chứ, cảm ơn là mày cười lên. À nữa. Trời ơi nó giật mặt em mọi người. Tươi lên nào, vui lên nào, cười lên nào. Thôi đi. Sao căng thẳng như vậy? Cô cho ô tô đây. Cô cho ô tô đây. Sao căng thẳng như vậy? Cảm ơn đi. Cảm ơn cơ. Ừ, cười lên, tươi lên, đi lên, rồi cười lên nào. Đấy, đó, ừ. Đó phải vậy chứ. Cảm ơn cô. Trời ơi, giật mình nghe thôi, giật mình. Chắc là chị nghỉ ngơi nha chị ơi. Tại vì ngày mai chị rồi, rồi. Mai nữa. Thì em cảm ơn chị rất là nhiều nhá. Hẹn chị năm sau chị em ta tiếp tục chinh chiến. Sao bảo là chuẩn bị về đang Trung Quốc? Đâu, sẽ Tết là năm sau. À. Còn đi Trung Quốc thì chắc chắn là đi rồi. Đi rồi, tại vì mình sang bản bè bên mà. Tiền qua đấy thì ghé qua nhà chị chơi. Bản bè tên gì? Hả? Tên hàng nhà. Bản bên có bên mà. Định đi mấy lần này. Trời ơi. Chưa gì đã khiển năm sau rồi đó mọi người. Thôi được rồi, tắt VK đi Linh. Để chị cảm ơn các bạn cái rồi tắt nhá. Chứ chị cũng không biết tắt đâu. Ừ, tạm không biết tắt đâu. Đây. Mọi người ơi, cảm ơn mọi người đã tắt theo dõi ủng hộ phiên live của Hằng ngày hôm nay giữa PK của Hằng với Linh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cái set quà của Linh ngày hôm nay nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cái gì mình cho đi chắc chắn mình sẽ được nhận lại. Mọi người cứ yên tâm điều đó. Mọi người ha, cái thiện là ở cái tâm. Trời có mắt hết trơn, mọi người mà làm thiện là sẽ nhận đức về sau mọi người ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Hôm nay thì Hằng với Linh xin tắt cái PK ở đây mọi người ha. Dạ, bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon nha. Bye bye.